mới chơi búp. Chị định sáng chị chơi roulette rồi chiều chị chơi búp có nhật. Alo, mic lớn chưa? Tại giờ để cái mic ở dưới rồi. Búp hả? Chắc cỡ 4-5 giờ. Bây giờ chị lại tới 4-5 giờ xong rồi như vậy rồi chị chơi búp luôn. Giờ mấy giờ rồi ta? Giờ là 10 1, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 3 giờ. Ừ là chắc cỡ 4 giờ chị lại búp gì. Nghỉ có 1 tiếng. Các bạn đang chờ chân rồi. Thì mở cam nhỏ lại. Cảm ơn Bảo Phạm đã gửi sao cho em nha. Mọi người like và share cho My nha mọi người. Like share sẽ cũng sẽ được tặng sao miễn phí á. Nguyễn. Nghe là Thái luôn. Chào các bạn mới vô, chào mọi người nha. Tớ chơi Zalo với mọi người mà. Chị nhá, để ta share clip. Các cậu share clip cho tớ luôn nha. Cảm chào Xuân Linh. Yeah. Chị hả? Chị không có bắn búp PC. Búp PC khó lắm, chị không bắn được đâu. Chơi bên này còn không giỏi mà sao mà rành mà qua bên đó được. Lucy hả? Lucy admin chưa? Mọi người admin nhá. Rồi Phương. Forever Phương á. Ok chào em. Chào Ngọc Ngọc, chào Xuân Linh, chào Minh Thư, chào mọi người nha, mọi người say,
Mọi người share và like cho My nha. Cảm ơn mọi người. Rồi để mình thấy mình đang share bài. Share bài xong rồi mình vào chơi với mọi người nhá. Để xí 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 nha. Chuyện với cậu đây. Rớt. Các cậu like và share cho tớ nha. Mọi người like share cũng sẽ được tặng sao miễn phí á. Xong rồi bây giờ mình mời mọi người vào chơi nhé. Các bạn comment tên giúp My với, comment tên giúp My cho My accept. My có để ID ở phía trên đó mọi người ơi. My đang chơi roulette PC nha. Hello Lê Quân K. Ok để chị coi. Đông thế rồi. Ok. Ủa mình đâu có thấy cây các bạn như mình đâu. Và những kim cương kìa. Mình không thấy. Hello chị My. À, hello em. Dạ. Ok em. Sao không chơi bóp hả? Cỡ 4-5 giờ mình sẽ chơi PUBG nha. Sáng dậy mình chơi roulette từ lâu rồi mình cũng không chơi roulette. Tùng gót hả? Ok. Để mình add page. Tùng đâu? Bỏ game rồi. Sao bỏ game?
Team Idol đang chơi rồi. Mình chơi trước với mọi người. Phải phán. Hello. Hello Quên, Mi. chưa Hello có mất. À, hello mọi người. Anh lướt chắc đi đua xe nó rồi. Nhìn màu là biết. Bảo Mi thế à? trận dạ sao anh ờ Mi vừa trận bắn 10 trận mà bây giờ chưa chưa thắng được trận nào. 10 trận gặp hack nhiều lắm. Em mất máu tự nhiên. Chơi game này là phải có cái thằng kim thép không thôi chịu không nổi đâu. Thịt mẹ đúng óc chó ra nay ra ở chế độ đang livestream. Mình quên cái này là giống PU bây giờ bấm bấm chấp nhận vô đội. Sorry sorry mọi người. Ê các bạn ơi, Ngọc ơi. Bạn ơi, Ngọc ơi. Vô đi em. Bèn. Tao mắc bự đi. Bèn. Mắt nhỏ đi, mắt nhỏ mới bắn được. Mắt nhỏ bắn như thánh gì được. Tao mắt bự cái ôi ôi. Ngu điệt. Lát 4-5 giờ Mi bắn búp nha mọi người. Thì các bạn cứ hỏi sao không bắn búp. Rồi xe hồng. Sao lại chia sẻ vai linh tinh gì đấy hả? Ta chia sẻ gì có hỏi. Người ta hết người ta xe thôi. Anh làm gì được sao? Trời ơi. Ôi giời. Không cái này nó lắc ra ngoài. Nghe cái gì vậy? Chí à. Áo bên này nó yêu màu hồng. Nó yêu màu hồng với sự giả dối hay gì vậy? Đó, như xem hồng nha. Thấy gì vậy? Thì máy màu hồng hả? Thờ, yêu màu hồng với sự giả dối. Sao rồi? Có vụ ba rồi. Thôi 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 thôi. Thì bảy đến ba cũng mau rồi đó. Một người đủ loạn rồi em ơi. Một người đủ loạn là sao? Đúng rồi, bé Mai, bé Ngọc mà nó vô chung một tờ lan thì đau đầu lắm ta. Lúc đó, đi, lúc đó, mà, đi, lúc đó mới thấy được cái bộ mặt thật của bé Ngọc. Sao? Điên à? Đó là sự thật. Thật cái gì mà thật? Thật là... Mai đi lấy chồng này. Ủa số 3 nhảy rồi. Cho nhầm đi là cái là xí. Cho nhầm. Bái ở nhầm à. Phải nhầm nha. Quyền. Tự mốt chứ. Ba. Ai, chiều nãy kim cương đấy cậu ơi. Chiều nào cờ nào cũng cao chấm á. Nó sang chỗ đấy. Thường nói con cũng bị kẹt thì là không mua nó thôi. Mua đi bà, mua đi giùm anh đi nè. Chưa em, làm gì đó. Tao để qua quán tao nữa chưa với đâu. Đi tìm con gái lần sau. Mày làm như mày lấy luôn cũng không bằng. Không, mà cũng ngày ngày sao không biết. Chêu mày lấy đi mày gái quen biết đéo gì chim. Tao vào mượn. Ui cỡ đó, à đất cam. Anh nhìn thấy rồi, anh mới quay đi qua nhà này. Sao em? Sao chị im thế? À chị nghe nè, nghe nè. Chị im quá em. Nghèo nha. Hình như khu này không ai nhảy mẹ. Rồi thỏ cỏ kìa anh ơi. Có đá chim nha. Ồ sao bé không lắc? Có like bị đứng ở đây.
Anh thấy cái đầu nỏ cho em xem nha, dưới bơm ơi. Thấy chú Tư bắn nỏ hay quá, bắt chú Tư rồi. Bốn nè, lấy không? Bên đi có bé lâu nào không anh? Ờ, có đầu nỏ không anh ơi. Anh lấy bốn không? Lấy cái đó không? Cái bốn kìa. Mày hỏi ai lấy bốn kìa. Ừ, tiền nào ra skin nỏ ta? Nuôi ai? Lấy bốn tốt thôi. Tiền nào ra skin nỏ? Mày đi mà hỏi đi. Bên đây có màu bốn anh nuôi à? Có anh ăn nỏ không này? Có rồi, kiếm kiếm lựu đạn thôi. Còn dư ít bốn ít tốt thôi. Cho ít tám đi, cho ít tám để bắn ngắm nhé. Anh Hy à? Ừ. Cho 98 nè, ai bắn cỏ sinh khôn quá rồi ta. Rồi, bắn đi. Thôi ra đi thôi cái. Đi ơi, chặt chuyện đó anh ấy. Hồi nhỏ lớn ra có bao giờ có ai nói anh khôn chung luôn. Chứ em thấy anh khôn đúng không? Hy. Hả? Anh nghe. Một cái đậu nước ha. Ok, 1 giờ hoặc 2 giờ đổ nước ok hết. Để đậu quá. Tiến rồi phải. Số 4 này luôn. Càng được bay mà không ai nhảy. Có giá ba không nhận à? Tao có thấy đâu, không để ý. Số 4 này à, đó. Khổ quá, cứ mang qua đây. Chị tới nỏ chưa? Dạ, phụ kiện nỏ có chưa rồi. Chúng mày bị cầm hết rồi à, mà chúng mày chát. Bị cầm hết rồi. Mở cái mic lên nói chuyện. Không thấy đang buồn. Ơ, An ấy vào là 14 ở đâu đấy? Quên nãy quên qua nhặt. Ôi giời, em chưa một cái 8 nè. Lượm được 2 cái luôn. Này, đây nói chuyện với mẹ mà sao bật bếp được chứ? Bật bếp lên anh chiều hả? Anh đang có 8 chưa anh đưa nè. Cho anh cái 8 đi. Anh bắn chưa cái 8 luôn. Mình hỏi thì không thấy trả lời. Cái gì vậy? Gì anh hỏi gì? Chế không có thích trả lời được không? Hả? Có nghe đâu mới thì biết gì. Gì đem đâu rồi? 4 phút vô chuyện bắn đảo anh Quy ơi. Ở đâu hết rồi? Đi vào cảng đi rồi. Tao thấy một con bé đâu. Anh An cười tối nay. Ai coi livestream ở ngoài tắt bỏ cái ở ngoài đi, nó bị vàng. Em có ba lô 2 đẹp lắm nè, nguyên ba lô 2 con gà. Bắn súng này không? Em kiếm màu 16. Lấy cái số này. 14 là đúng không? Màu 16 là màu mấy chị? Rồi. Đừng có mang của bên BUVG qua đây. Phải liền chị tôi. Ở đây ai ăn đồ rồi vậy? Ăn rồi em ơi. Đi vô trong đây đi, đi vô trong tảng đi. Đấy, đi qua đây. Lút đồ, em không nói em ăn đồ, anh biết gì em. Làm giật mình. Mang ra đây, cái mic đâu? Nãy đúng không ai tà lơ? Không, là không đúng. Lại. Cái gì vậy? Nói cái gì vậy? Không lại nói đúng không? Đâu? Có hát rồi. Đâu về em? Tóm hả? Anh đâu? Có một pha bắn nỏ thần thánh đến từ Vĩnh An nè. Quá dữ luôn. Thánh. Phải đúng
Ngọc có chạy đâu rồi nhỉ? Nó qua anh Huy, em vừa nhảy vừa bắn anh kia, nó bảo em hack anh Huy. Em nhảy ra bắn sọ, bắn sọ. Tất cả như qua. Không cần ai làm sao mà không biết. Thôi. Hai Ngọc lúc này bị bệnh luôn. Ờ đúng rồi, hôm trước mày chơi PUBG Mobile, chiều mày chơi PUBG Mobile nha. Giờ này anh bị bệnh hả? Bị bệnh điên. Ôi ôi. Sao tao nhìn nó béo quá à? Có tiếng súng gì? Nói tao nhìn béo quá. Chờ tao nghe. Anh đưa nó đi chị chưa? Thấy có ai như cái gì? Bữa nay có người đi. Kèm có cái gì đó. Xin một cái. Có kèm mấy đứa. Hôm nay à. Cảm ơn hôm nay có cốc, có cốc cám nè. Cốc nào không được chơi, xin một cái. Bé Ngọc có dưới có 8 đi chị mày đi. Thôi mày. Nó không trả lời. Em có 8 đi chị mày đi. Ôi, cái gì vậy? Oh no. Đang chạy tự nhiên. Cái gì mà la lết ngoài đường nè. Lắp lắp anh ơi. Pèn nó đâu vậy? Nó ở trong pèn rồi. Xa quá vậy, ai cũng có xa hết vậy. Đang qua còn tới nó một mình nó thôi hả? Nó xa chứ không ai xa, nó nằm luôn rồi. Ừ cái được khó tại quốc tại tại quốc. Ồ mít mít mình không to hả? Một mình nó đặt rồi, nó thấy em rồi. Nhỏ 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 nhỏ. Mít cái gì vừa đứng nghe rồi đó, đừng có nghe mấy thằng khốn nạn đó chị. Ồ, sao? Sao? Ở đâu em ơi? Các em ra đi không một lời từ ly vậy, thôi để em ra. Không phải một mình nó đâu. Nó đâu vậy em? Đứng giữa đường luôn kìa. Nó đang ở đây nè. Trời ơi. Kìa nó mới tới, nó. Nó đập chị kìa. Ngay chỗ xác chị. Không biết em ra em sống không nữa hay là em ra em thì là em nghỉ ta. Ok. Nó đâu rồi? Nó đâu mấy Ngọc? Chưa có rồi giờ bài. Trời ơi Ngọc không bảo anh rồi sao anh biết ở đâu Ngọc? Em nói nó đứng giữa đường này giờ. Hai bà thằng đi giữa đường đi chợ vậy. Đấy cái chỗ chị mới chết nó mới đứng ở đây luôn. Rồi. Nó cũng kêu luôn. Đấy. Trời ơi, tiền chết hai hàng luôn. Kinh. Tội nghiệp phải không? Còn nghe cầu nó rồi, chết mặt nè. Mày là tao thịt mình mày. Bắt đầu bán thịt mình luôn đấy. Mất mình. Để mình thử coi mất mình có to không. Bán quá luôn rồi. Ui, chết bò hết bé luôn. Còn không? Vẫn còn. Còn. Còn cam rồi nè anh. Rồi anh thấy nó rồi. Góc tường. Hello anh. Chết bò thế đi. Góc tường. Mày muốn chơi chị đâu có được đâu thằng quỷ. Mít mình to mà. Các cậu làm tớ tưởng mít tớ. Tương tự, tương tự như lại vậy. Ở đâu bán chơi. Nghỉ nghe anh Thị. Ok đi, anh là ok. Xin được đợi nước sao anh nữa. Đợi nước sao anh nữa. Ờ ok ok. Về ăn cơm rồi. Không biết tôi nghĩ cái gì luôn đó. Anh đi không có tiếng ngất xỉu ở đấy. Và anh ngất xỉu. Áo nghỉ. Sao game này áo gì? Nghỉ 3 lần nữa. Anh thấy gì không anh Quy? Chỉ cần em ra một cái là double kill. Mọi người like và share cho mình nha, cảm ơn mọi người. Ủa sao sát đồng đội tôi nằm la lệ chứ vậy? Anh cứ tử nhé. Anh điên à? Ai chết rồi? Không lấy đi tự tử là cái gì? Bắn nỏ chết bây giờ. Ngu người. Ngu điệp. Ai chết rồi?
Mấy tuổi rồi thế? Bạn hỏi ai thế bạn? Mấy tuổi rồi thế? Cái này ở dân đâu ta? Mọi người like share cho My nha mọi người nhớ bấm bật chuông để khi My like thông báo đến Facebook mọi người nha. Với lại mọi người like share cũng sẽ được Facebook tặng sao miễn phí cho mọi người ấy. Ăn hai thôi. Chơi không chị? Thầy đạn. Chưa thầy đạn bắn. Hỏi mình hỏi chủ ngữ vị ngữ nha. Tự nhiên mấy tuổi đấy. Tớ không biết cậu hỏi ai cả. Tôi bắn nhiều quả hay hết đấy. Nó bắn quen đâu, bắn nhiều bắn quen. Mình có biết đâu, nói thật là cái nỏ này nó dễ bắn lắm. Mà bắn nhiều nó quen, nó biết cái canh cái ấy nó bắn. Tại mình cũng già rồi nên mình hơi khó tính một chút, mình 25 tuổi nha. Cái điều biết, không biết là bắn trúng bồ hay là bắn trúng địch thôi. Bắn người ngồi like và share cho My nha, cảm ơn mọi người. Biết vậy. Thông với thông thôn chị cũng không biết nữa. Dễ ra rồi. Ủa, là nữ là không được chơi roulette hả? Mình thấy nữ chơi roulette nhiều ha. Mấy bạn mình quen chơi roulette nhiều lắm. Giờ mà vẫn có. Mấy bạn mình stream cũng thấy nữ chơi roulette không á chứ. Cũng còn 20 thằng là bon đi chơi được nè. Có chơi PUBG, PC á mới là ít nữ thôi. Mất bom rồi. Có. Ờ có người. Tại tớ dạo này tớ ít chơi bên đây ấy. Tớ chơi bên roulette. Ây da. Sao bỏ ngay chứ em. Đứng dưới rồi. Có thể gọi là cà lưa được không đó anh hai? Trời ơi. Ngày già bắn nỏ hay như vậy mà vẫn chết đó. Còn hoàng ở ngoài. Còn thằng trên sân thượng hả? Bắn chậu bên đầu chậu lòng luôn. Ôi mày đéo đồng hướng cái bố tao đâu biết à. Trên nhà nó em bắn nóng. Nói mẹ trên nhà đi, mày vừa bảo sau lưng anh. Thì đó sau lưng đó. Sau lưng là nhà mà. Hả? Trên cửa sổ. Quay mặt ra vệ sinh sau lưng là nhà. Này già bắn như vậy mà nó không cần. Nói mẹ nó trên nhà đi là được. Xanh. Tao biết sau lưng tao là tao là cái gì. Nghéo thật, đúng là nguy nghéo luôn. Kia kia ra đi để cho tỏ mi mời. Ô bé Thảo sáng nay không ngon hả? Cần để đặt sau lưng Thảo, anh Thảo đi thì nó đi thi rồi chị à. Thế không sau lưng anh toàn là báo tố. Em mời mọi người vào chơi chung nhé. Tuần hello. Tuấn thì Diễm Đan chỉ mất bận. Anh em anh đi bận rồi. Giá 200k siêu xe vui mà tôi được. Mấy anh em idol ạ, lên chỉ tôi dạ. Rồi, đi xe xuyên suốt lên đi. Thôi mấy anh em bắn đi nha. Ok. Để mi cấp để mi fan mọi người vào chơi nhá. Mọi người xe thôi, không cần câu mắt thứ hai. Tí gặp mèn cho mi cái tên. Qua đây làm gì? Học gì? 7 giờ mới học. Mọi người fan mi rồi comment cho mi cái tên để mi accept nha. Mà cái gì? Nó là anh của. Hỏi nó này, nè có qua dọn tủ lạnh không? Nó qua nó cắn giúp em thì có. 7 giờ mới hảo. Trên thợ xăm. Đâu trên thợ xăm đâu có thấy đâu. Đâu có thấy trong cái danh sách bạn bè đâu. Ủa có các bạn chưa? Các bạn rồi mà đúng không? Hết rồi để mời ta. Mày dọn lên nha. Tao mát mẹ ta. Không thấy on.
Đây, ok. Trời ơi. Đúng là trẻ trâu đó. Mời rồi, mời rồi. Không thấy. Chị mời em rồi đó, nãy giờ. Ờ rồi, ok. Đây là đừng mời đó, chị em đấy, đừng mà tao vô lần. Bọn người đó, chị em đi, tao bắt đào cho mày. Mình tỏ vãi. Thôi ông ơi. Ok, ok. Em đến Ngọc ơi. Ngọc Hiếu. Trong danh sách yêu cầu có kết bạn của em kìa, lát ra nhắc chị nha. Tại chị cũng full bạn rồi nên chị phải chị xóa bớt á, nên chị không có thể accept hết tất cả trong danh sách được. Trong buổi chiều rồi, gặp rồi. Bán ngọc nè, bán ngọc nè. Ra đây chơi đi học đi. Ra đây. Phải. Kệ đi, xe này. Mọi người like và share cho My nha. Đứng im, đứng im đi hồn. Cảm ơn mọi người. Mày đi gặp trong kia này, đi, gặp trong kia này. Trong kia này. Không có chơi cho nó chạy ra nè. Chạy. Này tôi gặp trong kia này, tôi gặp trong kia này. Đi đầu không, mấy đang nói chuyện với con. Đó nè. Gặp đó. Em đây nè. Bà Vi kệ đây. Hình như bé Ngọc nó chia tay, ý lộn bé Mai nó chia tay. Tăng ghê này, tăng ghê này, tăng ghê này. Nó mới outline á. Chia tay lâu rồi ba ơi. Lâu rồi ba ơi. Cái Mai về có ai á? Có ai á? Ai? Thì tao đã chia tay rồi. Tao có nhắc ai đâu mày điên hả? Tao nhắc người mới, nhắc người cũ. Chia tay đi, chia tay ba, chia tay người. Tao đang nói. Tao đang nói là người. Hello Sĩ Nguyên. Hello, chào các bạn mới vô. Chào mọi người. Chia tay tiếp là sai rồi. Mọi người like và share cho My nha. Ui. Bây giờ nhảy không biết luôn. Đâu thế? Đã đi chìm đó. Trời đông vậy. Lại đông nữa. Vãi thì. Ây da chết tôi về đó anh hai à. Lắc máy rồi. Trời đang trên dù mà nghe tiếng súng bị đùng ở dưới. Trời đó. Quỷ thần. Nó có súng trước mình mà. Ờ. Máy lát rồi. Mẹ. Có súng trước thì chịu rồi. Gì? Ai đây? Ôi. Ai đồ bọn mi giết cái vào thì. Ai đồ bọn mi giết cái vào thì. Thầy già, chị đi đây với chị ơi, mày ơi. Sao em? Chị mày ơi, cho chị giết bạn em. Ủa vậy hả? Phải không? Tao bay vô nhà của chị. Wow, bé Ngọc kinh vậy. Ngọc tức, lúc nãy tức nên là bật unbox rồi. Bé chạy lướt hả? Ai? Ngọc nó đợi cái dấu nhưng bất cười chứ. Bởi vậy em bảo là Ngọc ngu.
lúc đó chị tìm được mua đồng rồi. Hello Tuấn Vũ. Cảm ơn Tuấn Vũ gửi sao cho mày nha. Cái gì vậy? Bên đây ổn không? Ủa gì đồng đội bay gì chỗ nào không vậy? Đồng đội chạy đó em, chứ không bay đâu. Đồng đội bẻ. Em đi xong em đi đi. Em đi đường xong đi đi nữa. Để em ly hết tụi này luôn. Wow. Ai đây kia đang chơi mà, để có được game bán nào rang anh sao? Ủa ai đây vậy? Em với bụi cỏ. Ủa? Đây á. Ai là ghế chung nhà em cầm súng lục lên, nó đúng em cái chết ngắt luôn. Hello Nhất Linh. Đây có ba lô 2 nè. Em thợ xăm có lấy không? Em có ba lô 3 rồi hả? Có ba lô 3 rồi chị. Ờ ok. Ba lô 3 rồi. Đồ đi. Đổi tên đâm người mà vô. Chứ không có được tài trợ như anh gì đó đâu. Hello Tuấn Kênh. Mở nhạc đi chị, bó tay luôn. Chị mở nhạc một cái là chị bây bị chửi banh. Bây giờ không tài trợ nhưng mà sau này tài trợ cái khác đó. Trợ cái gì? Từ từ rồi biết. Mình đang chơi game này mà mình mở nhạc là người ta chửi banh mình đó bạn. Mai qua cả trăm ngàn người qua. Đi xuống đây bút gì nè. Mất địch quá à. Tao qua tao từ đổi tên mà mày. Cầm một. Diễm Thanh. Ui. Ui. Có ai một tin. Trời ơi, xem chị đó giờ mới thấy con. Chị có quả bom nào vậy? Thấy có mạng trong tay. Hả, chị có quả bom nào không hả? Có, chị có hai. Rồi em đi. Không, bên xấu rồi em. Cho hả? Em cho chị đạn mày. Ờ, để chị đưa bom. Thôi được. Em cho chị bộ tiền của đạn mà. Nè. Yay. Bơm lửa với bơm pháo. Ờ, anh cho về phụ kiện của đạo đi. Ừ, ok. Sao? Thôi, chứ. Em mồm. Ui. Ừ, đúng rồi, bắn cái này mở nhạc ai chơi. Bạn ghi ở comment kêu mở nhạc. Mở là chị chửi sắc mặt. Chị lặng ở trong coi cho người điên nè. Bắn gì ghê trời. Tớ thấy nhiều bạn stream cũng mở nhạc và tớ cũng không hiểu tại sao lại mở nhạc. Làm sao mà nghe được tiếng chân. Ờ ok chị qua. Sao nghe được tiếng chân và tiếng đạn. Trời ơi. Ôi. Mà anh em ở đâu đấy? Ok. Ây da, sao mới gặp chết rồi đó. Cà lê mà. Right. Ngọc Ambot không được rồi. Tôi cũng chả hiểu. Mà chơi chơi liên quân á thì mở nhạc được.
Còn chơi mấy cái game sinh tồn nghe tiếng súng này không có mở nhạc được. Chơi mấy cái này phải tập trung. Đã chơi dở rồi còn mở nhạc cho chết. Rồi. Mọi người like và share cho My nha. Mọi người like share thì cũng sẽ được tặng Facebook tặng sao miễn phí cho mọi người ấy. Chị nghe nè Chiến Huỳnh. À chị không có chơi Liên Quân, chị cũng định tập nhưng mà chị vẫn chưa tập. Tại vì mấy này chưa. Chị còn đang tập chơi mấy thể loại này. Anh ơi. Nên chị chưa qua tập Liên Quân. Ôi. Cái gì thế này, bấm cái nút muốn bung luôn mà vẫn không mở cửa cho vào. Cái bài bên này. Ủa giờ không có code, có gì hết ta. Tao mic nè. Mới nói thôi cái lụm được. Dễ sợ. Đi giờ. Ok. Xíu có lót thì chị sẽ mời. Ý, xe tới. Bốn thằng. Đúng thêm luôn. Chơi sinh tồn mà. Ở đây có xác rồi. Mọi người like và share cho My nha, cảm ơn mọi người. Đi em. Có thính lên. Nó ở khu Uber Battery. Thính nó rơi bên kia. Đi.
người á. Đây, ở đây cam cũng được. Bình thường cam, cam trên đồi chứ nhờ. Chị muốn sống, chị muốn sống dai là chị ra là chị ngồi giống em nè. Ra chỗ chiếc xe nè, có cái trụ, ba trụ nè. Ngồi vào đây không ai thấy luôn. Là em nè. Khỏi thấy hả? Bước cái kiên coi. Chưa còn đừng mà. Chưa còn nè. Có loại gì đó đâu. Chú à. Vào luôn. Bước cái kiên coi, bước cái kiên coi. Ủa chú dây được luôn hả? Ghê vậy? Dạ. Đó. Hay vậy, hay em, vậy. Em có bị lỗi gì đó đâu. Em không bị lỗi gì đấy cơ. Chị bắt cái kiên ra không được. À rồi, ok. Chị đừng có cầm súng gì chị. À. Cầm tay không á, chị cầm tay không á. Cầm súng là nó lòi cái súng là, à chị cầm tay không. Trời, hay à. Ờ, đâu có bị lòi gì đâu đâu. Để lũ kia em bước ra. Thế thằng chơi roulette ở ba nha mọi người ơi. Bản PC. Mọi người like và share cho My nha. Hay nhờ. Bên đây có chung vô trong đây trốn được luôn. Hay thật. Bò bò rồi. Ờ đi bò bò. Đi bò bò. Chị đổi ghế ra sau đi. Tìm chỗ 5 á, chỗ 6. Chị nghe nè, chị chịu chơi. Chị mi hát nữa. Hát cái quần. Tôi biết khách là dịch chết liền đó bà. Ở đây chưa lút nè. Ô làm cái gì vậy? Không lộn nút. Ồ. Con đồ quá trời này. Đi đút đồ. Về chuẩn bị đút đồ. Mấy giờ này chưa lút nè, còn quá trời. Cái gì? Đây, đây, đây. Đi đâu nữa? Đi xuống dưới này nè. Còn 8 anh nữa. Ai bên kia biết quả bom nữa. Bom nè. Bao giờ? Thank you.
Sao vậy chị? Đang coi bớt bớt đồ ra. Ok. Đang ra. Giảm thanh. Nước chị không lượm nước à? Chị lấy nước không? Nước nè. Đâu? À. Thôi bò. Bò tu về ôm bơm. Ok ok, vô bò luôn. Đây là rồi. Bò này có rồi nha. Đây đây vậy ơi. Rồi. Ừ. Phát hết. Nhầm rồi, đã nhầm rồi. Ôi ôi, đừng, thanh, nó kèm đấy. Em xuống em lấy đi. Để em ngồi xa đây để em xuống coi coi vô. Hồi thính bên đây nữa chứ. Còn thính bên đây nữa này. Xuống rồi có gì không? Có bộ ba, có cái bộ ba gì, có bộ ba chưa? Ờ chưa chưa, để chị làm ok. Ok ok. Đâu rồi. Trốn. Lên nằm trên đồi thôi. Ừ. Đi bộ đi trong bò đi. Vùng. Có bộ đồ cây rồi, mình lên đây nằm thôi. Đi đâu xa vậy? Kiếm nằm gần cái cây. Ôi, chết. Cái gì vậy? Vãi, xe tới. Xe tới em ơi. Ôi, nó không thấy mình. Cảm ơn Nhất Linh. Ôi một trái bơm. Ôi. À. Ào. Ôi tao bay. Giờ thì lên. Chị lấy xa quá, chị đi xa quá. Đi xa quá. Chị đi xa quá. Ủa sao tụi nó ốp hết rồi ta? Nó lồn luôn. Đăng cấp 20.
chị bắn giọng xíu nha, em đi ra đầu hẻm ăn một cái. Ok ok. Là còn uống nước ngọt không, đau bụng quá. Ok em đi ăn đi. Dạ dạ, xíu vô. Ừ. À, hello chị. Hello em. Để kiếm mời thêm mấy bạn vô Zalo nha mọi người. Comment tên cho mình accept. À, ok chị. Để mình mời vào nha. Chị My ơi, mời mời lại em đi lắc chị My ơi. Em là ai vậy? Tùng á hả? À Tùng gọi em ăn lại cho mời lại. Ờ ok ok. Ủa Thanh, Thanh Thanh là bạn của em hả? Hả Thỏ dạ, Xăm? Dạ dạ. Phải không, phải không? Dạ dạ. Hồi nãy chị mới viết thôi. Hồi nãy chị mới à viết đúng, rồi, đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Mặc bộ đồ này nè, nhớ rồi. À, mấy có để fan ở phía trên đó mọi người ấy lộn, mấy có để cái ID ở phía trên đó mọi người fan mi rồi mi mời vào nhá. Mi cầm một lot nữa. Các bạn comment tên để mi accept mi mời vào này. Hello Tuấn. Chiến hồi nãy em kết bạn với chị chưa? Mọi người kết bạn đi với mày đi rồi mày accept mới mời vào được. Ông Thợ Xăm cho tụi mượn cái áo nha. Hoàng Virus hả? Hoàng Virus, em kết bạn rồi đúng không? Mượn áo đi. Để chị accept. Cái áo đó mà không trúng được áo đó, không có dịp nào lấy được á. Có gì đâu mua luôn, phải quay. Bao nhiêu tiền? Quay có trúng mua luôn. Áo này đâu có phải quay đâu, trong như trong cái mảnh gì mà đúng không? Mảnh hồng. Không thấy, không thấy. Mảnh nó màu hồng. Hoàng Virus hả? Chị không có thấy. Đó. Xong chưa AD tôi đúng không? Chưa thấy ông đâu đó. Đâu thấy tên đâu. Đâu thấy tên trong cái các bạn đâu. Các bạn lại đi. Tôi gửi rồi, ông xóa gì rồi. Nhất Linh hả? Em là tên gì? Đâu em các em gửi lời mời các bạn cho chị chưa? Rồi đấy. Em mệt rồi hả? Đăng Phạm hả? Em là em tên gì? Mọi người comment giùm mấy cái tên nhân vật gọi để mi add nhá. Để mi accept chứ. Các bạn gửi giùm mi lời mời các bạn trước nha để mi accept luôn. Để mi accept mời vào chơi này. Rồi sao đó. ID của mình có để trên cái phần caption ở trên cái livestream này đó bạn ơi. Bạn có thể nhìn vào thấy mà. Đấy. Rod BC ID 1568999900 ấy. Mình có để trên cái phần ở phía trên rồi mà. Chị My chị chưa có cái top 1 nào đó kìa. Nhất lên em tên gì? Em làm ơn cơm. Mọi người làm ơn comment cái tên cho mình. Ok. Tôi thấy có các bạn comment cái tên rồi. Để giờ nói mà không ai hiểu. Comment cái tên là tôi mời lại làng lắm. Nhá. Mình rất là lẹ. Chứ các bạn cứ ID xong rồi mời em biết ai đâu mà mời. Rồi, còn đây Hoàng Virus. Giờ mới có luôn á. Tạm biệt. Dạ Hoàng có gì lát nữa nha, bây giờ mình đủ lót rồi. Ok rồi ý. Bé Lộc. Bây giờ mới vô. Không, hồi nãy lúc chị bảo thì em không có để tên. Chị không biết. Chị thấy được cái tên Facebook của em thôi, chị không thấy tên nhân vật. Oops.
rồi lấy áo không? Đấy, 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 đấy. Tùng gòn ông ơi, không phải tùng gốt. Ok ok. À, vậy chắc cái stream bên em nó bị chậm hơn á. Nó bị chậm hơn hơn cái nó bị delay á. Thôi đặng. Lát có gì nhắc chị. Đây. Mọi người like và share cho My nha. Hôm nay chủ nhật cuối tuần nên My mình lúc dạo đi. Stream dạo 2 lần. Lát stream xong có chuyện mình stream PUBG chơi với mấy bạn chơi PUBG Mobile nha. Giờ yeah. Sáng nay mình chơi roulette tại mấy hôm nay mình stream PUBG. Cái mấy bạn bên roulette muốn chơi chung với mình. Mà mình lỡ mình chơi cái kia rồi nên hôm nay mình chơi roulette. Ủa chấm nào vậy? Chấm xanh chấm đỏ cản. Ờ tôi nghĩ là con đã thì kim rồi. Rồi thì có thì chị mày chị lay thường không bị sao em lay thường không là sao chị vợ một tháng chơi thường không á? Có chị lay bình thường mà ngày nào chị trả lời ngày nào chị cũng lai á. Em thấy chị lai còn bắt PUBG không? Nếu thấy em on thì mời em nha. Ok nên chị định chia chơi này chơi kia mà cha không có súng rồi mà roulette nhiều người chơi không? Tại bình thường sợ chơi vô đây chơi cái không có ai vô chơi chung. Tại mà như chị quay bắt diễn qua streamer đúng không? Chị làm streamer cho Facebook. À, bao lâu rồi chị? Mới một tháng này à, em Facebook nó mới ra cái phần mềm này một tháng này à. Nè, bỏ lúc em nhớ đâu có thấy chị đâu. Hello. Không trời ơi, súng cả. Đâu? Chết tôi rồi. Nãy giờ lẫm cây gì vậy ta? Anh em có súng à. Anh em có nỏ lên nỏ đâu nha. Trời, chơi nỏ luôn hả ghê vậy? Tôi xin súng ra thôi. Anh em nỏ có người vui bây giấy kìa bắn. Là A92 là 94 chứ. Tem mình có kỳ thị hát không? Có kỳ thị hát hay không? Sao giờ định bận hát lên hả? Không, hồi nãy có một bạn mới chơi. Bạn hát hả? Bắn mà hát gì? Bắn như vui mà hát gì đâu. Đó vì hát nên tôi mất vô game này đó. Bên đây có túi level 2. Ồ chế độ có xe tới đây rồi thôi, hay quy. Cái gì mà sao không có đạn gì đâu trời? Đổ vậy. Trời không nhà có. Nhà này bị lướt rồi nha. Cái nón đội vô. Chết tôi rồi. Ý xe à, tới. À. Đang có tiếng xe không hết á. Sao ghê vậy? Có nè. Người vậy mà sao đứng im á? Rồi, lia chưa? Nóc kè, chưa? Kè, có tiếng xe kìa. Dạ, quán. Bán đi. Yếu đâu mấy yếu bị mất yếu rồi. Cái gì vậy? Mấy ơi, có người gì mấy nè. Không lấy đi, nó yếu rồi, nó đang bấm đó. Nó là 6 thùng rồi nè, 6 thùng nè. Sao cái thùng này hả? Thấy rồi. Cứ happy như quanh. Ok. Ông kêu cứu rồi đúng không? Trời, chưa đai nữa hả? Ôi lượm đồ quá trời đồ nè. Ý xe tới cho rồi. Rồi xong.
Trời, tôi đang lên đạn má ơi. Từ 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 từ. Đâu hay quá vậy mày ơi. Má ơi. Hay quá chị đưa ơi. Đâu vậy? Em bên nè. Trời, khoan từ. Đây rồi. Cái lại. Gì nữa vậy? Cái gì vậy? Từ. Chạy tới đi. Tới luôn rồi. Nguyên mới xin chim đâu. Rồi, chắc em luôn rồi. Chị đang cứu bên đây. Được đấy. Rồi, à. Chưa. Đồ quá trời luôn á, chưa lúc luôn á. Mấy đứa lượm được súng đồ chưa? Đâu nó vậy? Tôi chưa có nón rồi rồi nữa. Mấy ơi. Đâu vậy? Chỉ đường thằng nào, chỉ đường thằng nào. Cảm ơn Phương Anh gửi sao cho tới nha. Từng bút bật hát rồi đấy. Không, tôi không hát. Bắn kinh thế. Mình là Chí Tôn mà, sao hát gì, chân chính mà. Nè. Bên đó đi hết chưa vậy? Thanh, cứu Thanh Vi kìa. Thanh gì kìa. Rồi. Một bữa. Trời ơi, nãy thấy quá trời đồ chưa dám lụm nữa. Trời, cái gì? Hết đạn bà nó rồi. Gì cần gì? MG em có nè. MG. Đây, MG. Trời ơi, tôi không có nón rồi nữa. Đạn ra không có nhưng mà MG có nè. Ba cần được ra nè em. MG đi chị. Đạn ra Tùng con chọn Tùng con. Số mấy vậy? Tùng hả? Thôi em qua thằng chị. À em qua đây nè. À. Ui gì trên kia đó vậy? Còn mấy gà. Má ơi. Đây đâu? Bơm luôn. Ở đâu vậy? Bạn làm vậy. Ôi. Đâu vậy? Quỷ đó rồi. Đông lắm. Đông quá. Ôi. Đi lên cây. Tôi không thể. Chị không nhìn thấy nó nha. Quá đông rồi. Ngọt. Cho lưng có mà. Cái tùm lum hướng vậy. Ở đây đông dữ vậy. Trời, xe còn tới liên tục. À thấy rồi, nó trong cái nhà. Nó trong nhà đỏ em. Đá cho chim. Nó đá cho chim rồi vậy ơi. Trời. Mới thấy nó nhóc từ cái cửa sổ lên. Trời ơi. Quá đông mà. Làm lại từ đầu. Sợ thật. Ôi vào chia sẻ mạch nè. Thấy chưa có nón đồ nữa mà đi bắn tùm lum hết. Em đã có đồ gì đâu, em mới lượm được cây. Có đá chim rồi. Trời mù nữa, trời buổi chiều khó bắn. Mọi người like và share cho My nha. Mọi người nhớ bấm bật chuông để khi mà My like thì thông báo lên Facebook của mọi người nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Tôi tính tối nay bắn lên Chí Tôn nè. Chí Tôn. Em kim cương 1 rồi, kim cương 1 mấy trăm điểm. Em thấy mới qua mùa mời kim cương 1 rồi. Nhanh ghê. Tôi bắn chứ. Tên tôi bắn 5 thằng mà. Chấm đi. Chưa lên nữa. Bạn tôi đó Chí Tôn 700 điểm rồi. Nhanh. Không biết có hát không mà bắn báo bắn. Để em pin cho. Ừ.
Cái này nhảy chị. Mùa này người ta top Việt Nam là có 3.000 được 6.000 điểm rồi. Quá nhanh. Có khi nào mọi người nhảy thì chị nhảy luôn. Hỏi bấm bản đồ lên coi. Mất công. Nãy chưa có đồ gì mà nó bắn chắc rồi. Chưa mũ với giáp luôn. Ừ, thiệt tình. Chị chưa đi lụm đạn xong nó bắn hết băng đạn luôn. Biết cái đó thì chị mong mà nó chặn xe phi thẳng nó luôn. Hai ba xe. Dễ sợ. Nó phi thẳng tới cho em luôn, cho em với cho chị luôn. Còn hai tem hả? Con này hai tem hả? Tem mình với tem người ta. Thằng bạn đó là chị á. Hello Quang Cường. Chào các bạn mới vô. Em nghi là có đá thì chị. Ừ. Mày có thôi. Ông roulette hay bị đá đó. Chị vô roulette hay bị đá đó. Hôm mà em đá cho em đúng ngay 5 hát. Ờ gặp một tên bốn này, tên bốn này. Có một sim hả? Sau lưng hả? Rồi. Chạy qua nhà ba này, nhà ba em có vừa cho này. Qua nhà Doraemon với hai nhà nhỏ. Ơi có một đứa nó nhảy kế bên em kìa em. Chứ cái nhà mà đỏ đó thấy không? Vô lượm súng bắn nó đi. Ơi. Ui. Hết không? Vô lẹ quá. Vô lẹ. Súng súng đồ. Thiên ba này. Xíu rồi nào đi đây rồi. Trời ơi. Là đây rồi. Lấy một cái súng. Ờ nhà em có người vô nữa nè. Đồng thế. Chết tôi rồi. Máy gì mà không. Anh em nào sẽ có vơi. Ý bắn ơi. Rồi coi được rồi. Giết con mà giết con. Ghê vậy. Lấy đạn lên gì bây ơi, lấy đạn lên gì bây ơi. Ờ. Nó cầm cô nó bắn, nó chưa có súng. Chị có máu gì bây, có máu không gì bây. Đừng nó boss không ấy chứ. Có K98 nè, ai bắn không. Nó cầm cô nó bắn mà. Em cầm một bịch máu. Đâu bắn kìa. Em có, chị có máu nè. Ôi. Đâu không? Số mấy vậy, số mấy vậy. Em số 1, số 1 nè. Kế bên đúng không? Đâu rồi. Thở xăm á hả? Em hộ ca đi. Dạ. Nè chị đưa máu vô. Đâu rồi. Ôi nhanh quá. Ông bắn em rồi, ông bị tôi bắn rai. Vậy đâu rồi? Đây đúng không? Bắn đủ tới đâu. Đây đưa máu cho. Nè. Em đó đó đó. Đằng rai giùm mấy này, đằng rai giùm mấy này. Nè có hai nào? Có rồi, có nãy giờ luôn á. Ok. Giữ có mà đi cho tao em cho đi. Ok ok. Trong này có cái nắm holo vậy nè. Mình còn thôi cấp 2 nha, ai lấy alo. Còn thôi x2 có thai luôn. Hai chào các bạn mới vô. Nãy quên lấy cái áo rồi. Lên nào, lên nè. Qua đây nè, Đi lút đi, lút dạo đi, giờ chưa có đồ hết mà. Ờ thì đi lút dạo này. Lắc quá. Ôi có xét rồi, cho thấy không ơi, có xét rồi, có xét. Có dưới luôn không? Em chở đi, em chở đi. Giao người ta. Giận tem đi quay đoạn mày chết không ai cứu nữa. Giờ này mày chết là khổ lắm luôn á. Chết là chết luôn á. Cái nhà nó đợi ông lút vô vậy? Lút rồi, nãy bay xuống nhà cho anh. Này, nhà này tôi mới vô đây mà. Ổn trên kia rồi. Hướng hết chưa lút. Rồi, mở cửa gì rồi? Mở cửa luôn rồi. Mở cửa luôn rồi. Thôi vậy? Đi về mẹ rồi.
Về. Ông này ông tên hát thì ghê không? Ông hát hả? Ông mắc cười gì đó hả? Ông lướt bên đây, tôi lướt bên đây. Ôi, chưa có cái ba lô, nó hẹn chi lượm hết được rồi. Ông có hát không? Đậu thú đi. Ông á. Ông mắc cười không? Ông mắc cười hát rồi. Đậu thú đi, tem thông cảm cho. Ghê nè. Hát lê. Ông nghiêm túc nghiêm. Tên hả? Tên hát chữ lê. Hát xe ông ơi. Ông lắp lâu à, lâu rồi. Bây giờ có hát hay không? Thầy đi. Không. Thầy đi, ông thầy đi. Thầy. Thầy. Bắn tuột điểm nãy giờ mà hát chưa. Có ba lô gì mấy nè. Ông giả bộ mà đâu chơi không nổi. Đâu trong đâu? Không hát đâu. Thế cơ, tự nhiên quốc cái rớt mẹ cái giá. À mà chính tơ đây rồi. Nãy giờ vẫn chưa có cây ra. Trời ơi, giờ đi thấy quá trời không, không à... lầm. Tôi đợi trái dưa nào. Bắn bể dưa bây giờ. Đợi nướng cái dưa nè. Vào đây biết tay cho đây nè. Đang lấy được con khủng long rồi. Có ba lô rồi. Bên ngoài đây có giật bút mà. Mọi người like và share cho mi nha. Có lù đạn nổ không? Có lù đạn gà đâu. Qua qua nhà đó lút không? 195 kìa. Bắn ai cũng nói hát không bà Ngọc. Không tin tưởng ai hết vậy. Nó dám tố cái bị ban hạt 30 ngày luôn chứ. Đây là không hát luôn á. Bị vậy hết lần rồi. Tại tôi bắn đầu không à, nên hiểu lầm. Chắc vậy. Tôi bắn giá đẹp kìa. Ui da. Đi như tôi mất máu là chết luôn á. R15 nè. R15 nè. Ok, giờ đang thiếu ai. K98 nè, bắn không? AK luôn nè. Đây đây, bắn cho. Mi nghe nè, lão Tam. Nè, đặng rai nè. Mọi người like và share cho Mi nha. Lý do nào không thích bắn AK? Mọi người nhớ bấm bật chuông để khi Mi like thì thông báo đến Facebook mọi người nha. Thì nhắm á, chị Nếp á, Mipper á. À, chị Nếp, tôi bắn cái đó mà. Cảm ơn ông. 400 viên đạn đủ bắn rồi. Sau cái ca nào rồi, thế là ok. Vậy tiếp một cây thơm son như cái SMG nào. Đó, lại 10. Đây, lên đây. Nó bao của tôi đâu? Khu này chưa lốt này tem nên là nào có bom cho tôi bom nha. Nào bom này còn 2 mấy thằng kìa, bom này còn 10 mấy thằng kìa. Ai có bom không? Tôi được 2 quả nè. Bom đổ á. À. Tôi được 2 quả này. Rồi để tôi bắn, để tôi lấy đồ đạn tôi bắn. Bom nỏ tôi bắn, mấy nỏ bắn. Bắn nỏ bên đây luôn nè, nỏ bên đây có luôn. Lượt tay đi, lượt tay cho tôi. Không có máu tám rồi. Lượt cái tay của cái nỏ á. Đi rồi, ok. Tên lựu đạn đó đúng không? Tám đồ đưa anh. Trời bo xa vậy. Đi bo đi, lúc đi bo nè. Xe có xanh gì không? Xe nó chạy xe... ra gà. Quên rồi. Rồi, ok. Ủa, vô, cái nấu gì hết là nấu 1. Cái gì? Nấu 1 hả? Nấu 1. À, ham vô hấu bắn bể đầu mà. Nãy giờ đâu có đâu. Đâu có nấu 2 đâu. Chị đang đi cùng team đây mà team vậy em thấy không? Rồi, lên mỗi người một nơi. 1, 4, 2, 3, mỗi người một nơi. Uống được ngậu đi ra bò. Ok. Tìm tiền.
Chị May lúc này không đóng phim học đường nữa hả? Có, chị vẫn đang đóng phim ấy chứ. Phim gì mà chị đóng phim truyền hình? Em tin tưởng xem vậy. Chị đang đóng phim Con Gái Yêu. Phim truyền hình. Cũng học sinh. Ờ, mà chắc còn lâu. Quay tới tháng 11 mới xong. Quay xong thì mới phát. Không còn với anh Vino nữa hả? À không, chị đóng ở ngoài. La La Kun. Nó có sao đâu, đi nó có sao đâu. Rồi vô đi, vô. Có sao không bạn? Có sao là chết đó. Nãy giờ không có lượm xăng. Này chấm mò đi, chấm mò đi vô con. Đang chạy đó. Ờ giờ này còn cấp 2 bắn gì trời. Cấp 4 gì cho xin nha. Ủa mình nhớ mình nói cái la của mình nó to mà sao mà tại cứ kêu mình nói to lên nữa. Chị May to rồi mà, em nghe to rồi mà. Ừ. Trên cái stream nó vẫn to mà. Nghe to mà. Vừa nghe luôn. Tôi vào anh em tôi lấy bom đây. Rồi anh em chia ra lút nè, lút đi. Cái khu này giờ này còn đáng mê lắm á. Dạ, có người em chơi Asia. Chơi bên cái gì à? Stream à? American gì đó, ít khác hơn. Ờ, biết, chị biết. À, sao vào Mỹ á. Bình kho. Đâu ai có bom chuẩn bị phát cho tôi nào. Ok. Bom khói được không? Bom nổ á ba ơi, bom. Có bom nè. Bom chón nè. Bom chón nè. Nóng ba đây, nóng ba đây, nóng ba đây. Đây đây đây, cho tôi đi. Đâu vậy? Đây. Đang thiếu nó. Súng quá trời. Bom đâu. Ok. Bom đâu. Nãy giờ vẫn đợi cái nón một. Nửa chơi gì không? Bom đây. Ủa chị May đây ở quận mấy vậy? Hả, chị ở quận Thủ Đức. Bom đâu? Bom này. Khổ. Rồi. Bom này. Thủ nhà đi. Bom thủ nhà đi. Cấp 2 sao thổ bò được xuống nhà được. Có 2 thằng cấp 8 rồi lo đi. Nè bom nè. Phải có cấp không? Không có cấp mà luôn á. À, lên nhà đi, lên nhà trên nè. Ờ, Red Dot không? Anh em lên nhà trên đi. Đây. Chị My với ông kia lấy bọc thép lên nha. Nè, đây có thai xài vậy. Lên nhà ba lầu thủ nha. Trời, bo nữa chứ. Chạy trước vậy. Ôi, tụt dốc, đậu xanh. Lên dốc đừng nạt tụt á. Trời, bao kìa. Có tán nè. Đâu. Cho Tùng đi. Có tán Tùng nè. Đồ chị nhiều hồi nào mà, cái đồ chị nhiều. Chưa được nổi cái ba lô nữa kìa. Đâu. Rồi bảo nhiều. Thanh lượng rồi. Ông kia kìa vậy. Đây. Đây mày có góp cho có chị May đi. Ừ, ai dư có cho chị cái có đi. Có 2 không vậy? Có 2 nãy mới lượm rồi đó, ai cho rồi đó. Có 2 mới cho rồi. Rồi đây, anh em mình lên nhà bà lầu đi. K98 này chơi nó không? Mày. Đâu? Đâu ai? Số mấy? Em. Bộ số 4 à. Cái này thì sao lưng. Anh em nào thấy thơm sơn nhạc giùm nha. Rồi, ok, thank you em. Thế mà ai bắn là đây ơi uống nước gì nữa. Ôi. Tức liêu rồi. Nát cả một thế hệ. Trời ơi, ở dòng mé bò nữa chứ. Ở
hoài bo luôn chứ. Ừ. Chà, bỏ cơm đi, bỏ cơm này vô, bỏ cơm này vô. Cái nhà ngoài bo mà sao lên dữ vậy? Ờ, ai mới làm được bom không? Cho ít quả bom. Nè nè, gà rán nè. Số mấy? Số 3 này, có ai cần quả lô 3. Lấy xe đi. Ê, nhà Doraemon đi có người kìa chị ơi. Em thấy rồi. Đâu? Hướng nào em? Nhà Doraemon hướng. Có xe dưới. Mới thấy một kèm á, mới thấy có một chiếc, một người thằng này chạy ra. Quên xe dưới mà. Có tốt nào không bà? Hướng nào? Nở đất. Xa, ồ. Cấp 8 tới mà. Ui. Cấp 8 tới sao? Ờ. Thấy. Đừng có ba đó. Vào nhà đi, nó cam mình tiền. Vào đây đi. Vào nhà đi. Sao nó không tới đâu? Lấy xe đi, vô bo kìa. Lấy xe vô bo đi. Qua đây, qua hai nhà. Ôi. Hai nhà đâu? Ở đâu nó bắn gì vậy? Ô, em bắn. Vào nhà đi nha. Em bắn gì hả? Ôi, đâu nó bắn em vậy? Tao bắn nó đâu có máu. Tao có mất máu. Nó bắn rồi. Ủa. Bắn không tới với hát gì. Bọn nhà đi. Không tới đó. Lên xe đi. Anh em có sao không? Lên xe. Vô bò đi. Vô bò trước đi. Rồi. Xóa chấm vàng, chấm xanh đi. Đây, lên xe. Bỏ chấm vàng, chấm xanh đi. Ai có xăng? Rồi, canh xăng bơm vô nha. Mọi người like và share cho mi nha. Hát hò gì? Tính nè. Bây giờ không hát nữa à, là sao? Đi con xe bọc sắt là an toàn nhất. Lượm không? Một người lượm thôi. Ai xuống lượm đi. Xanh xuống lượm đi. Lên xe nó trả lại không chịu. Không. Lẹ, nhanh, gọn. Nó thính mà lâu vậy là chết nhá. Đi, có tiếng đạn kìa. Rồi. Bơm sang đi. Hướng 300 trên đồi kìa. Đó, đang chạy xuống kìa. Hướng 300. Ở bồng nhà này nè. Đi đâu vậy? 240. Để xem sao nhà. Tới kìa sao? 72 giờ. Hay quá. Ghê không? À, bạn hát mà ghê nữa thôi. Đi xe nó chạy tới kìa. Tên lửa là xe. Chết một thằng thôi. Té một thằng thôi. Quang bom lên. Tên gà. Nó trên cây hả? Đá. Cục đá 165 nha. Quang bom lên. Có lửa. À, cục đá hả? Ơ, thấy rồi. Trời. Một thang. Ôi, nó bắn em. Ê, sao nó bắn được vậy? Được đấy. Trời, lỡ em rồi. Cứu đi. Đợi đi. Ai chạy bông lửa kỳ vậy? Này là trong nhà chọi giống là ai nữa. Ôi chọi chút người nhà không ai à. Dính chị nè. Cục đá. Chia ra canh đi, đừng canh hướng, chia ra canh. Hết bà nó máu.
Em qua nhà bên đây nha, tôi qua nhà bên đây nha. Nghe cục đá kìa. Bên đây đẹp lắm. Đạn ra đây nhiều lắm nha, qua đây mà lụm. Ai có bom lên đây, ai có bom lên đây tôi. 195. Không đắp con ngựa này, không đắp con ngựa này. Mất xin tiền hả? Rồi hướng khác nữa quá. Nóng lắm, nóng lắm. Giết một thằng không đắp rồi nha. Rồi. Không đắp 3 thằng, không đắp 3 thằng. Đắp liêu trên đội hả? Tên khác rồi chưa? Tìm này cứu đi. Tại đắp lùa đó đâu. Vô nhà chơi. Hướng đắp, hướng đắp. Nát nón luôn. Bắn trong HG luôn. Đắp liêu nè. Quen bông lửa ở đây, quen bông lửa ở đây. Rồi, nóc, nóc, nóc. Nóc rồi, nóc rồi. Ui da, ui da, ui da. Cứu, cứu đi, cứu đi. Thấp bằng 2 rồi, thấp bằng 2 rồi. Ôi ôi. Cái gì vậy? Em bệt có hắt hay gì ấy. Bắn đúng rồi luôn. Bởi nó em rồi. Nát nó luôn. Bởi nó hắt rồi, bởi nó rồi. Đứt kìa. Hắt rồi, hắt rồi. Còn tem đó á. Đứt kìa. Đứt nó ở đâu vậy em? Chị không thấy. Nó ngoài bò mà bỏ đi. Nó cây hả? Bỏ đi. Bỏ nó đi, nó ngồi bò mà, bỏ đi. Ờ, nó ngồi bò. Bây giờ là không có nón đội nè. Nó bắn một viên là chết. Còn máu đát không? Máu rồi. Hết máu rồi. Nè, cái nón đầy hình quá. Trời, hên vậy. Nón 2 luôn nha, nón 2 luôn nha. Rồi, bị bắt cọc từ rồi, bị bắt cạc từ. Sao đỏ thôi. Bây giờ mình chưa có cái nón 2 kìa. Chập chó rồi em ơi. Tại bè hết đúng không? Tại bè giết hết đúng không? Như còn trên đồi à, với cờ ly hết rồi. Tùng bút đi đâu vậy? Để coi còn ai không? Máu rồi chị. Ờ à, rồi chị thấy rồi. Ờ đây hết ai nè, đây hết, hết thấy ai đó. Bao 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 bao. Để bom tao, để bom tao. Bom nó lấy đi. Đừng lấy xe đi, đừng lấy xe đi, để xe đó. Xe. Trời ơi, bo này gắt vậy. Không có nước ngọt chết rồi. Con hai. Ừ, hai được cái nón. Giám thanh. Ôi 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 đào rồi. Ừ. Cứu tao nè, cứu tao nè. Khổ lắm nè. Ở đó sao cứu nó hát đứng. Mấy cái đánh nào cứu được. Cứu tao nè. Khổ lắm. Bọc đầu, bọc đầu đi, bọc sau đầu đi á. Bọc lên sau đầu đi á. Nó hát mẹ đi đâu nó không thấy. Chưa xác định. Không gì đấy. Đấy. À. Tình lấy máu. Ừ. Qua không được ông ơi, thông cảm đi, nó hát rồi. Trời ơi. Không qua được rồi. Không qua được. Mọi người like và share cho mình nha, mọi người. Ai đi, một thằng bọc người kia. Đi kia đầu đi. Ông chịu bọc đi. Ăn bọc đi tôi canh ra. Tao còn nửa cây lần mà. Lấy cái búa bọc, bọc ra sau đầu có chiếc xe kìa, cái chiếc xe lại. Ờ chị thấy thế chạy vòng ngoài đầu mà chị tưởng bạn Tùng Tùng, Tùng này nè. Thấy chưa? Bốc rồi đó. Thấy mà. Xong rồi đó. Đồ thính. Một bọc á, còn một bọc á. Hạt đó. Một bọc á.
top 2. Mình đang lượm đồ, mình không có nhìn thấy cái bước chân ở phía trên cái bản đồ. Rồi xong. Bọc bọc lắm ơi. Bọc bọc. Giờ còn bọc bọc nữa. Bọc bọc. Bọc bọc. Muốn cái bọc không? Muốn cái bọc không? Tớ bọc đi. Tớ bọc đi. Tớ bọc đi. Niềm tin à. Niềm tin à. Cảm ơn mà gài vậy má. Để trả được xanh lụt. Kiểu CPUBG xong chơi này cái đang cầm cái gì vậy? Nhìn cái bản đồ không mà, nhìn tiếng bước chân cái tiếng đạn trong bản đồ mà chứ không có nhìn. Anh là 94. Ở phía trên đâu. Được được được, súng nó có xuyên giáp bắn được. Giống như áo à. Không nhìn xuyên cây à. Có mà cấp nhìn đầu ra mà. Nhìn đầu ra mà. Để bo đi. Dù là mình cũng phải chạy bo thôi. Ừ. Thôi chị nghe nè Xuân. Tố cáo nào, tố cáo nào. Ôi. Tố cáo đi. Tố cáo. Lúc nào cũng là người bị nhảy này. Đài nhanh quá. Không chị, ừ chị ít chơi roulette lắm, lâu lâu mới vô thôi à. Còn bình thường là chơi bên UBG Mobile, mà bên đó thì cái hướng đạn á thì nó nhìn ở dưới đây, còn bên đây hướng đạn nhìn trên đây. Nó cứ lộn xộn, với lại cái bấm mấy cái nút này là nó cũng khác nữa. Lộn qua lộn lại. Mở chơi hai game nó cứ lộn thùng phèo ấy. Bà đêm không ơi. Ôi, top 1 tới tay mà bị hack nó hành hạ. Quá khổ, bị nhẹ cái là chết. Nãy giờ 2 lần top 2 không? À, mình đang chơi Roulette of Five bản PC server Asia. Mấy bên kia thì cứ bấm ship, ship W rồi chạy nhanh. Qua đây cũng bấm vậy luôn. Anh em đừng hát, bật hát lên 8 đi, lên tới 1 đi. Rồi rút một lần cho 10 đi. Ai hát bây giờ bật hát lên đi. Thôi đừng hát em ơi, bấm mình vui mà hát. Quýnh lộn hả? Làm gì nhắm bả lắm dữ không? Ông mở xăng nhìn tôi bung như chiếc thuyền nè. Tôi cũng bung được nè. Ông bung xuống dưới đáy luôn á. Mình mới chơi game chưa đầy một tháng. Nè nè nè, bung vô nè. Sao mà mình bằng mấy bạn được. Ồ, tôi nghĩ là tiếng ơi. Ai hát đâu, ai hát đâu, ai hát đâu. Nè, nè, bung vô chiếc thuyền nè. Chơi chơi ra đi. Đó, nghe chơi chơi là thấy máu tới rồi đó. Không phải là mình chơi giỏi để mình like, mà là mình chơi chưa được tốt nên mình like cho các bạn chỉ cho mình chơi ấy. Xuống này, xuống này. Xuống luôn. Rồi xuống luôn, xuống luôn. Cẳng bên này nghe, bên này. Trời nhảy đây luôn hả? Quá. Cản bên đây hả hay là bên sông? Bên đây rồi. Ok. Chị My đấu mà mấy chục trận mà chưa được top 1. À, sáng giờ chưa được top 1. Xong ông thợ xăm diễn bay qua bên. Có ngang bay xong đó. Bay xuống sông hay gì vậy? Em hình như mới được có một người. Rồi nhà bên này có người nè, cút ơi. Cút ơi, nhà bên này có người nè. Tao là tụng gót, phải tụng cút. Nhà bên này có người nè. Nhà bên mình có người nè. Nhà anh bảnh có người nha. Thật nó đi. Kìa. AW trên đây nhiều lắm này. Có người bên nhà hồng bên mình nè. Nhà hồng. Vì chị đang ở trong nhà xanh, nhà Doraemon nè. Nhà hồng. Trời, tiếng xe, tiếng súng rồi. Qua. Chơi đi em ơi, diễn đi. Ừ, có 8 luôn. Diễn đi ngày vậy.
Mày tuổi ơi, học. Trời. Rồi. Trời. À. Bán đi, lấy bán đi. Mình bán đi yếu rồi, bán đi. Rồi. Không cùng rồi. Đâu ở đâu vậy em? Cứu nào vậy? Mấy hồi nãy dính mấy ông tôi bắn không được luôn á. Không có gì. Ông chơi kìa, ông chơi kìa, chết ông mới lên ông giết đó. Ở đây. Ông bị dính mấy cái xác chết đâu, lên gần xác chết đâu bắn được đâu. Thì tôi ra nãy không lên là chết luôn. Ngoại trừ hát mà lại gần xác chết bắn không được thôi. Quá. Nào bị nó dạo đi này luôn. Bị nó dạo đúng không? Em trong. Chị hát mà lại gần xác chết bắn được thôi. Ông mới được không? Em trong nhà này đúng không? Để chị lên cứu. Ủa rồi. Được bình thường. Cứu rồi đúng không? Cứu ông kia chị. Bân hậu. Em cứu rồi. Okay. Chị đừng có lay nữa. Lên có được đâu mà. Ông nội. Sao đập mặt rồi từ như này. Cái gì tiếng ai vô đây hả? Thì còn chưa có nón thì. Ai bơi kìa, sao con máy nó bơi kìa vậy? Kìa, con máy bên trời má. Con máy bơi lên trời kìa. Con máy bơi kìa. Lạ quá. Bên sông người, bên sông người. Bên sông hai bó luôn. Luôn. Hai con luôn. Hai con không trời ơi, chưa không có súng nữa. Không có súng, không có nón. Có cớp không cho tôi xin cái. Có cớp không man? Không? Có cớp không? Súng này sao bắn xa được? Hình như có bình máu nè. Nè máu nè, máu nè. Thank you. Xe, gì? Lại, xe, có xe, lại. Xe, Xe lại. Bên kia kè, xuống xe kìa. Đi rồi, xuống á. Ba viên chưa chết. Mình chết rồi, yếu rồi. Nhắn sao tụi bắn hát lên, tụi bắn anh lấy anh em tất cả nha. Quá. Ai, em có gì? Có cớp không chia tụi cái với. Vô đây không hát bắn không lại, thiệt. Không hát bắn không lại nữa chứ. Đùa. Không đâu, em nói thiệt, không hát bắn giờ không bao giờ lại nó. Rồi một cái map 60 trời em có cái quần gì hết đi. Một cái map 60 thằng mà hết đâu cả 30 thằng. Ui. Ghê vậy. Ủa bom nổ hả? Ờ bom nổ không tới. Lật qua. Ôi chị đi kiếm đồ đây. Không có súng. Chị mi bắn cả 98 rồi đã giật hơn. Nhà bển luôn người vậy. Ôi. Nhà bển luôn người. Công luôn ơi, qua công đi. Qua công luôn. Kinh. Cộng luôn. 40 họ có 120 người. Chơi luôn, Rồi, đi lâu này. Nhà đỏ con người nè. 60 dầu rồi. Nó bắn kìa trên. Đâu nhà này không có người gì Doraemon hả? Trên, ở trên, chạy, trên. Trên là ở đâu, đây đâu có lầu đâu mà trên. Đó, giết đó. Thằng ấy 60 dầu rồi, vừa mới giết được cái thâu luôn á. À, coi yên tối như trong bị dầu rồi hả? Gì? Đâu vậy? Đâu bắn gì? Cho ăn cái bom đây luôn. Đứng mấy tay đầu của tao mà bom má mua rồi hả? Trời đang kiếm cái súng rai mà nãy giờ chị không có súng rai đâu. Đông cao luôn. Có bệnh viện xa. Ô ca. Rai này chơi. Rồi. Ôi. Đâu bắn nửa cây rồi. Chúng ra ngoài vậy. Ờ. Đạn luôn. Đạn nè. Đây đây. Cây M4 ngoài vậy. Ừ. Vậy đỡ lụm cây AKM rồi. Okay. Bắn rồi máu, chết. Máu bớt em số 1 nè, em số 1. Nghèo máu rồi. Em số 1 nè, VK bắn. Nè này có người nè. Xe tới. Xe lại. Chào các bạn mới vô, mọi người like và share cho mi nha. Có đại trên đấy thịt em á. Dám thân. Có đại trên đấy không? Bắn im hơn này chạy. Có đại trên đấy không? Bắn không vậy. Ấy nhà này có người nè, nhà Hồng có người nè. Nhà này có người nè. Kè đó kìa. Ờ. Nhà bên kia luôn.
Ôi. Ở đâu tỉa vô vậy? Nhà bên trái. Nhà trước mặt ha em. Ủa không nên đi chết nào vậy? Ừ thấy rồi. Cửa sổ vậy? Cửa sổ chị thấy. Rồi bên khác nữa kìa. Ôi AK nó bắn thì chị chết. Ủa em mang 4 rồi. Kìa AK bắn giật lắm. Kìa em chạy quá kìa. Chạy qua bên ông kìa. Má hãy trời. Thôi vậy. Mày luôn. Một viên. Dưới nhà con hơi xăm. Dưới nhà con hơi xăm. Dưới nhà bên ông có nha. Thấy máu rồi. Ông hơi xăm hồi chết trên kia nè. Áo đỏ tôi bắn trúng viên rồi. Hả xăm sẽ lên đường đây thôi. Hả xăm. Ôi trời ơi máy lát máy máu. Ý nó lên. Để nó bên đây nè, em đang nghe cửa sổ kìa. Thấy không? Rồi. Ở xong là dĩa rồi. Rồi rồi. Lấy xe qua đi, lấy xe công qua đi. Lấy xe công qua, đứng bắn không lại đâu. Tụi nó bắn xe níp à, lấy xe công qua đi. Ủa ta máy tụi lắc thì sao ta. Trời ơi trời, không còn giọt máu luôn, đã hết máu rồi. Này không dám qua luôn, nhà không có người nữa mà sao dám qua đây. Ủa hai người chết rồi hả? Yeah. Đứng kìa vậy. Thôi. Năm chục. 50 máu. Giáp cao luôn dì ơi. Wow, không ai có nón hả vậy? Ừ, không có nón luôn á. Hai cái đầu trời đẹp quá. Tôi có nón này trời, nón kết nè, đồ hoài. Trở về có nón nè, nhìn đi. Kiếm quả vô hấu đợi đi. Chị My, giờ chị My. Sao em? À, tới mấy giờ? Hình như tới 3 giờ. Em mấy giờ? Chết nó bị bắn thằng bên kia bắn rồi tê. Ủa chị chim tới mấy giờ chị My? Chị chim 3 giờ xong 4 giờ chị chim tiếp. 4 giờ chim cái nào? BBG hả? BBG. Tiếc quá, không chơi BBG. Tiếc thiệt. BBG mobile. Mobile hả? Ừ, mobile. Ừ. À có gì chiều chị em mình chiến tiếp. Em sẽ chơi đồ bây giờ. Sao có ai không ai đây vậy? In game đồ bây giờ mobile của em là đai chiều cho em chơi nữa nè. Chỉ có thể ID ở trên mấy cái stream mà BOBG hay cái gì vậy? Có ID giải kiếm bằng chết không chịu rồi. Ba. Chưa là sợ các bạn chị không đồng, chị không chấp nhận. Đông nhiều quá chị không chấp nhận. Ôi ôi ôi. Comment tên không vô. Ờ phải comment tên chứ. Đâu vậy? Ôi. Xong. Sao vậy? Bên hướng hết vậy. Rồi. Cứu được không? Phút tuần rồi. Em sao mấy? Chạy. Ôi em vậy. Sao ôi. Từ. Ôi. Vẫn bắn được kìa. Chỗ này chết hết rồi hả? Chị không để ý luôn á. Đi vô. Vô bọc máu. Bắn ghê thế. Ước gì rồi chị bị adren. Hết máu rồi. Hết máu rồi. Ui. Bơm. Máu kìa, có máu cho chị May kìa. Ông kia quăng miếng băng đít. Đi. Nè nè. Em dục kìa. Ok. Cái gì? Nó ở đâu mà nó bắn được cái cây luôn vậy? Bên hông nhà kìa, bên hông nhà. Đó, trong nhà Doraemon. Chị ra sau nhà, chị ra sau nhà xin nấp đi. Ra sau nhà xin nấp đi. Đâu mà có người
Hello, gì đó. Điện quần, điện hộ quần, đu đi. Mày là đâu mà bắn nói chuyện với chị? Sao em? Đâu mà bắn? Thấy chị có việc. Có việc gì? Đó là mấy chị có việc gì, mất chuyện để nói cho rằng người thấy im im thế. Ờ, mà đúng không? Cứ bắn hoài. Kìa, thấy rồi. Nó đâu vậy em? Chị không thấy. Nó hướng nào vậy? Nhà nào? Ôi. Bơm luôn chứ. Xong. Rồi chết luôn. Ủa ta sao không nóc ta? Sao tôi nghe tiếng chân vậy? Đâu vậy? Ở trên nhà chị. Nhà Roman này hả? À. Trời. Ok, nhưng mà trừ 2 điểm. 11 điểm. Tưởng bị trừ điểm rồi chứ. Bắn chưa? Tôi kinh quân 4 luôn không em? Anh em đây, anh em chia sẻ một. Cảm ơn Vũ Nguyễn đã gửi sao cho tớ nhé. Mọi người like và share cho tao nha. Nói xong chị May qua BOPG Mumbai. Còn mấy giờ? May à. Đại thỏ bờ bán thằng này. Này mẫu năm mặt không có lâu. Nó tay vào là chẳng biết là cầu thỏ là cái tiếng chức rồi ấy. Này vừa chào em Sơn. Hát ngay mày ơi. Hát ra hả? Hát ngay. Hát nè hả? Không biết là chị hát nghe. À hát nghe hả? Rồi thôi. Trời. Sao mà sao ơi? Hát đi. Ở tâm. Gì? Áo. Áo. Sao lâu nó bị mờ vậy ta? Ôi nó lại bị mờ rồi. Áo đẹp mấy chữ. Áo này đâu có. Hello Hoàng Tính. Áo mua có nhiều bạc đó mà. Bạn bao nhiêu tuổi? Mình 25 tuổi. Xe ngoài má. Ô sao nó mờ rồi? Ê, đi xuống đi. Xuống xuống đây. Bữa tặng kim cương mà chảy 2 ngàn. Hết mùa luôn, không mua được cái thanh tôn đôi. Đừng ca tấn nhà vậy chứ. Tiếp tục là của đó nào. Ủa Sơn có coi tin nhắn ở điện thoại chưa, coi giùm mi. Cho 1 điểm đi, cấm 2 điểm khó bài lắm. Mày cho hồi nãy giùm mi có 98 mà. Coi giùm. Tôi gửi gì? iMed á. Coi giùm. Em lên. Em đi ai chị? Hả sao em? Em là tiên đồ. Em lên thay em đi chị. Được không? Cái gì em? Adren. À. Được. Sẵn AD em dưới luôn vậy. Được chị, được chị. Em add nick My Nguyễn cho chị á. Nick kia chị full rồi. Còn có gì nhớ bật chuông livestream để like thì nó tự thông báo thôi. Là bay á. Còn Facebook cá nhân thì nick My Nguyễn. Rồi My Nguyễn em gọi rồi chị, add lên ok. Rồi hứa nha, buồn ngày lắm. Có ai biết em tên gì? Em là Lê Tùng với chị. Lê Tùng với Tiến Đỗ hả? Em là tiếng đỏ gì? Tiếng đỏ hả? Dạ. Rồi. Trời ơi, kiếm chỗ nào tôi qua tôi ra đây. Em đầu tiếng cái gì là hết rồi. Bánh lộn. Quá tàn quát bằng tốc độ tối đa.
5k là xếp được mà, chịu được mà. Chịu ra, chịu ra. Em là xếp ra. Bắn súng. Lý do nào mình không có súng ra? Quá trời súng ra luôn mà. Lên đi, vào đây. Vào đây. What the hả, súng ra. Ai có dẫn anh xin clip liền giùm với nha. Ờ, đây xong, đây xong. Đây, 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 tôi đây. Nói. Tôi tưởng là tôi cầm xin clip với chứ chàng. Lên số 3 ngay, số 3 ngay. Tôi lực đạp tay. Có sao kiếm một cái nón mà khó khăn thế từ mấy dán nãy giờ để đầu trần không? Đợi mấy dưa hấu nè mẹ anh. Nè, có em màu 14 rồi. Vậy đưa tôi cái chị My lấy đằng lai không chị My? Có cái gì đây? Hôm nay cũng có nhiều rồi. Quá trời đồ. Rồi có rỡ mở được nick nó của họ đó. Lái từ từ. Hôm nay tôi lát tôi like thêm một lần nữa, có 4, chắc 4-5 giờ gì cho đủ. Phải một lần nữa nhớ mới đủ. Hôm nay là ngày cuối tháng rồi. Coi súng gì không? Tại đâu vậy? Nhắm thôi luôn. Facebook kỳ là mi nguyễn hả chị? Không tùm hơi xong, chạy đâu vậy? Tức đồ với đâu? Nhầm. Có ông hơi tâm. Nãy tôi bị cái gì vậy? Số 3 này cho giảm thanh đâu? Không có chỗ nào để nhảy xuống hết á. Số 2. Ờ, để thì được mà. Cầm ca hả? Đây, cầm ca cho ông, cầm ca. Xin cái ca luôn. Giảm thanh đâu? Lát tính. Lát cái gì ra? Đây. Giải quyết giùm tôi vấn đề kia cái đã. Tôi mệt mỏi quá. Tôi đang đủ thứ dùng bảo này. Em chết. Ờ, Red John à? Ờ, nha, thì đây có mũi 2 này, ai lấy mình? Có. Bây giờ chưa có súng. Gì em? Gì vậy ba, súng quá trời quá đứa, bây giờ chưa có súng. Trời, súng bên đây cũng đóng luôn nè. Đạn rai, súng dư quá trời. Em lấy đạn rai à? Ờ, qua đây nè, chị lượm 200 mấy viên luôn rồi nè. Lát có gì chia cho. Đạn nhiều chứ không có súng. Có súng M4 gì nè. Chị đang bắn cái gì? Chị đang bắn cây WBZ. WBZ hả? Đây đổi em nè. Bắn AR chứ tôi không? Có cây AR gì? Rai AR-15 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 sát thương yếu. Bắn này bị giật lên. Tụi em mà gọi cái đống nè. Ai lấy đằng rai không? Ai lấy đằng rai không? Đây, số 5. Đây giống anh ấy rồi, anh ấy là nào? Bắt đơ. Mọi người like và share cho My nhé. Số 5 đấy. Đây số 5. Ô, bò xa đó nha, kiếm xe đi. Mấy rai không? Em cho rai nè. Em luôn đi xin thêm. Đi khỏi khu cảng này. Ủa, có K98 luôn à? Đây, bắn K98 không? Đây, em bắn. Ở bên chỗ chị nè. Em không hợp với ba cái slip cho lắm. Em bắn ra. Bên chỗ chị nè. Ờ, tay mình, tay ba người bắn K98 rồi. Gì?
Đây đây chị lụm. Đây nè, đây chỗ chị biết bình sao nha, chị chỉ biết chấm thôi à. Chỗ chị số 1 nè. Ờ chị ra đây chỗ số 1 nè. Đây đang ra đâu, đang ra đâu. Đây nè, K98 nằm trong đây nè. Đấy chi điếp không có. Hay đá stream trở lại rồi nè chị hai. Em có đá roulette không? Có đá stream roulette không? Hay là đá stream BUG? Có nào có nước ngọt không? Cho mình xin đi. 10.000 lon bạn ơi. 10.000 lon hả? Đặt thề. Có ai có đại xin nếp không cho tôi xin vài viên đó. 5.000 viên bạn ơi. Đặt thề. Nếu mà tin nhắn rồi nhấn vào điểm tà binh hả? Tin tôi nhắn. Phải bán đạn xin nếp đạn tôi mua nước ngọt. Ở đây nhấn vào tin nhắn. Nói lại xin nếp với hai trái bom được không? Chạy ok rồi, ok rồi. Có xe này, ngồi cẳng có xe này. Lấy xe, lấy xe. Chạy mất rồi. Cầm dịch chạy nhanh chị ơi. Ồ quên. Đó là con gà mà. Thích con dịch vậy bạn. Mình thích nó con dịch. Cây búa. Đâu, ai có bạn gái đâu. Có này 250 viên nè. Đấy đấy. Nước ngọt không? Nước ngọt không? Cho tôi nước ngọt đi. Số 2 có. Tay là số 2. Chỗ nhà số 3. Nhà số 4 có. Mấy tao tao mới được về được riêng đúng không? Trời không có xe luôn á, đi bộ vậy trời. Hả à, xong. Số 4 á, số 4 á. Trời số 4 rồi. Số 4, đang ra đâu? Ủa có xe không vậy? Ủa số 4 hả? Có hai giật đau lắm rồi ngang. Ờ anh Miên Nguyệt, anh kiếm không ra chị luôn á gì Miên. Trời ơi, chị số 1 nè. Đây đây, ra đây chia cho đạn nè. Ngọt, đạn ra. Đây chia cho 100 viên nè. Đồ tương lon với. Mấy đứa đâu rồi? Trời. Đi đâu đi. Đi đâu hết rồi. Đi ngọn đi. Đâu đâu lấy ai lấy đạn không nè. Đạn ra có rồi chị ơi. Bom nè. Cho nó ngọn đi. Cho nó ngọn đi. Cái gì vậy trời? Với đạn xin hết đưa tôi với. Làm giả hả? Không cho nó ngọn làm giả à. Kiếm xe, kiếm xe. Không biết là phải đạn xin hết. Tôi đạn xin hết. Nhấn chữ enter nghe chưa? Mày ơi, mày. Cái gì em? Mày, có 4 này, cho có 4 này. Em cho lần gì nè? Có 4, có 4 này. Sao? Rồi sao? Nè, anh cho gì nữa nè. Nè, 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 nè. Đặng bị xanh nè. Đặng bị xanh nè. Đâu? Đây nè. Đặng bị xanh nè. Phải chứ. Đặng xanh nếp. Đặng xanh nếp nè. Đặng xanh nếp nè. Đặng xanh nếp nè. Nè, chị My cho ra, chị My. Đây, 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 đây. Cho lúc nè. Có 4 rồi My. Cái gì nữa? Có 4 rồi. Có 4 đâu? Đâu tôi lông nước ngọt với. Có 4 đâu, đâu, đâu. Nước ngọt với. Lại có 4 em rồi, rồi lại có 8. Nó giành quá thôi. Được rồi, có 4 em đi. Kiếm xe đi trời ơi, kiếm xe. Kiếm xe, kiếm xe. Nước ngọt dưới hết máu. Kiếm xe enter bên phải màn hình ngay phía dưới hình súng. À à. Dòng đầu tiên tới bên vị trí nè. Ok ok, enter. Dòng đầu tiên. Thằng kia giật được đâu. À à, ok ok. Nói gì đâu. Thằng kia lượt đâu. Ê, có tái gì mày nè. Mày, mày. Đâu, 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 đâu. Ok. Con bóng đi lên bên đây. Bơi kia lên đâu lên cánh hơn. Cô này chưa lốt nè. Tại hoàng em sao có xe. Đâu có xe đâu. Thằng nào chết kìa, thằng nào chết ác lắm. Mấy cái xe đó, mấy cái xe có mấy cái xe mặc định không có chạy được. Lụm cái bốn rồi. Không có nha. Chúng ta không đi. Tội lỗi chết á. Chúng ta không máu luôn. Thấy rõ vàng. Mọi người like và share cho My nha.
dịch máu quá nè chàng ơi, gần lộn. Chết máu chết bo nè, có chiếc xe thì có chiếc máy thì ra đầu ra đầu bản kiếm ra đầu bản xe đi xe máu máu rồi không chết gì định mà chết về bo ở số 2 hết hết trơn máu rồi coi. Chị May Facebook em Facebook chị em kiếm không được chị May rồi. Em cũng kiếm không được luôn chị May. Ủa là mọi người lại trong cái livestream của My mà đúng không? Thì có cái livestream của My kiếm được Facebook My thôi chứ. Ê chị May, em mới gửi rồi vậy chấp nhận đi chị. Trời ơi. Chị đang like mà. Đâu có on Facebook đâu. Rồi đó. Em lên rồi, chị dài cho lên xe. Lên chấp nhận đi. Để em bài em kiếm với chị. Để em bài. Ủa em tên gì? Em là em tên Lê Tùng. Phải tên Nguyễn Ngọc Bảo My vậy. Còn Tuấn Đệ là ai không phải hả? Ủa còn nãy còn một bạn kêu tên gì nữa quên rồi. Em Tiến Tiến Đỗ vậy. Tiến Đỗ hả? Dạ. Chị đâu thấy đâu. Dạ. Yeah. Chưa em gửi rồi mà cái bạn đó chị. Em gửi rồi đó chị. Mới gửi hả? Dạ. Không thấy. Em gửi bên My Nguyễn đúng không? Đâu có đâu. Tiến Đỗ mà. À rồi. Đó giờ em thêm rồi nè. Ok. Sao em chưa thấy ta? Tối nay Tùng đấu kim. Ừ, chị đang học hỏi. Chị mới chơi có 1 tháng à. Mà cũng không chơi đều ấy. Chị chấp nhận em chưa? Rồi. Mà sao nó vẫn đang còn chữ rửa lên vào cái bàn rồi ta? Không hiểu luôn. Vô nhà này đâu ra. Rất tiếc yêu cầu này không hợp lệ. Rồi, chúc mừng bạn, nó bán bằng 6. Rồi. Rồi luôn. Rồi. Rồi, chứ con. Rồi, được rồi đó chị. Đậu xanh. Ok, được rồi chị. Ở đâu sao không? Tôi không thấy. Ủa cái like của mình xin nó bị mờ nhờ. Có tiếng xe rồi. Xe bạn kia. Trời mất nửa cây máu luôn chứ. Trong nhà lấy nhà nha. Ôi. Bao đi. Ôi ơi. Anh em cộng nhà kìa. Hát rồi. Ý nó tiếng bước chân kìa. Nó hát rồi chị ơi, bắn em chết rồi. Trời ơi. Không vậy em. Ý nó ném bom vậy. Ném ghê quá. Nó kìa kìa chị. Nó thôi chị. Em. Tao luôn chị. Thấy hả? À. Hồi đó. À. Rồi. Dưới quá. Ôi trời. Trời ơi, nó thục em chết meo. Chị cốt với. Đâu rồi. Dạ, ra lại đuổi gì với tôi kia ra. Cái lượng đấy tốt bên cạnh chứ. Ủa con mình nó hả? Ờ, nó nỏ nè, lấy bắn nỏ, bắn này, lấy nỏ bắn. Hết máu đâu, có ai có máu trò mình đi. Con bóng nè. Có máu hả? Nãy giờ mới có một cái luôn á. Dạ, có máu đi. Chứ bãi đi. Có bịch được đi xin đâu. Lắc quá à. Sao có tiếng đạn nữa vậy? Này nó có một mình nó hả? Chị Mai ơi, các bạn với chị Mai ơi. Cái gì? Các bạn em ơi. Ủa các bạn rồi mà. Chút đi. Ai lấy được một cái bạn. Tên Minh Thận vậy. Cái xác của Tùng già lắm á, đó xác của Tùng kìa. Ôi, không dám la đâu. Nhát kìa bạn.
Ôi mình nhiều máu lắm rồi bạn ơi, mình nhiều đồ lắm rồi bạn ơi. Đồ mình không thiếu bạn ơi. Để mình có thằng khác rồi. Ừ, nó hai. Cháu thằng gì đó. Ai ai đốt, đốt pháo rồi men. Cầm búa băng lên trong vết. M4 mà em, bắn M4 mà. Chào đỡ được tự. Để sợ cái đó nó giật cái. Nhờ bán cây ấy mà gừa đi chứ the cây nó yếu không. Yếu rồi đi. Em có được mua đi. Nè, nè, nè. Phải chứ. Tinh tinh. Chút kia trong một đường á. Em có thuốc bạc rồi. Ờ chạy đi. Ờ lấy đi, lấy đi, lấy đi, lấy cây nha. Nghe tập lâm mày chơi. Chị sợ quá. Làm gì đốt hoài không? Không có gì để mừng hết á. Em bị bắn học máu đã giờ mình vui mừng hoài vậy. Thảo tệ nhẹ bỏ vô thành vô vậy nào, vô mưa nước vậy nào. Bắn bắt đồ ra đây, nhiều đồ quá liền được lâu. Bắn bắt đồ hết luôn á. Được. Yeah. Anh chọn anh chào dùng bất cãi rồi đây, đừng kinh sao xét. Vô bo này. Nó kè hết tao rồi vô bo gì nữa. Vô bo ai có đó cần đồ ram tôi đưa. Kiếm gì vậy? Em thấy cái súng gì đâu rồi. Ô vào bo này, vào bo này. Ra xe bên máu đây này, ra xe bên trắng. Vào bo này, vào bo này. Xe này xe, không xe này yếu rồi. Xe này không máu rồi. Vào bo này. Xe mù. Ủa chạy đi đâu hả? Nguyên hiểm tốt sinh ra bao nhiêu thế. Bây giờ chính ít. Ở cổng hai anh em mình rồi. Ủa xe này ngồi vậy? Tại chúng có khi nó lọt con lắc nó ra ngoài đảo vậy. Chạy chạy đây em. Thính đi. Thính gì nữa? Thính đi. Thính vui rồi. Thính vui rồi. Xe lại xe lại. Lấy xe cho bo nè. Đứa còn lộn mất tiền. Cũng phải. Lấy xe nè. Lên nè, lên nè. Để bếp lên xe lái vô. Ờ, chở xe cho chết đi rồi nghe chửi. Thì không có nào sao phim nó mờ vậy. Hồi ra đây em biết vậy. Em gửi lời mời các bạn rồi tên Minh Thận. Ủa em thấy bình thường mà vậy đâu. Ít hả? Ít, ít là sao bé. Trong nhà này có luôn. Ừ, nghe tiếng bước chân, nghe tiếng bước chân. Ý, thấy, 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 thấy rồi. Chết rồi. Hai đứa luôn chứ. Một đứa này cửa sổ em. Một đứa đang nhảy hả? Ôi trời. Một đứa này cửa sổ, mặc đồ thính nữa. Hát rồi, hát rồi. Trên, trên. Điêm, điêm. Trời. Mở cửa ra kìa. Mở cửa, mở cửa nghe. Sao thế? Kìa nữa, kìa nữa, kìa nữa, kìa nữa, kìa nữa, kìa nữa. Đó, cái thằng mặc đồ thính. Hay quá. Ủa hai thằng luôn, đông vậy. Oh yeah, oh yeah, top 1, oh yeah. Bây giờ 2, 3 không? Vui, vui. Và hài hước. Ủa, bóng hút gì chị ơi? 4 giờ mới bắn hả? Cái nào chị mới bắn? Anh đi chị. Chị nghĩ đúng không? Chị nghĩ đúng không? Ủa? Chưa mà. Chưa chưa. Chị chưa nghĩ, chị bắn coi xịt chim. Ủa? À, chưa 3 giờ, 3 giờ chưa? 3 giờ rồi hả? 3 giờ rồi đây em chị ơi. 3 giờ 1 phút chị. 3 giờ 1 phút. Ai đây Facebook em với chị ơi. Rồi 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 sao vậy? Rồi sao chị? À chưa. Ủa? 1 2 3 không chỉ còn bắn lâu nữa. Ủa không ta? Mấy giờ vậy? Thì như một tiếng nữa. Ồ. Rồi vô sẵn sàng vô luôn. Rồi vô đi, ra đi. Chị sẽ tắt stream chơi với tụi em. Rồi tới 4 giờ rồi chị sẽ bảo xong rồi. Rồi đấy đúng không? Vô sẵn sàng cái like cộng mình anh đó chứ. Ủa sao cái team nó bị mờ vậy ta? Ai biết cái mòi gì? Mòi gì?
sao lại bị mờ nhờ. Không hiểu. Anh ơi, Facebook cho em với vậy. Sẵn sòn đi. Cái gì? Mình là top 2 server game. Vui vui vui. Nãy giờ top sao top 2? Top 2 server game mùa 3 này. Mình không bấm xem thêm được. Không lên được top 1 vậy ta. Ôi ôi, xe gì đẹp vậy, xe gì đẹp vậy. Này các bạn này không cần đưa mi lên top 1 đâu, để mình đưa mi nếu cần. Dễ sợ vậy. Chí anh Trần. Không mờ đâu hả? Ủa không mờ hả? Em gửi lên mờ vô. Mình thấy stream mình nó bị mờ, mình đang coi, đang coi trên điện thoại. Nó mờ dữ gì. Mấy đợt trước đâu có mờ đâu. Cái này nó mờ như là cái gì nhỉ? Anh em bắn nghiêm túc một dáng nào. Khó quá. Thôi. Ông tùm gót gì mà khắc lên rồi. Đây. Mà khắc lên rồi. Tem kỳ thị lắm. Tem kỳ thị lắm. Khó rồi đấy. Cái bo là giống hồi nãy nè. Vậy nghe nè Thu Ngân. Có điểm rồi sao chắc làng điểm vậy. Thầy bút mà vô YouTube làm gì đó. Không, mình rất là có kênh YouTube. À, có. Mọi người like và share cho My nha mọi người. Cái gì ta? 1, 2, 3, 4, 4, 4. Tôi chưa biết lên hát đã sao nữa, mấy ông kinh. Ý nhảy rồi hả? Đời ông đó. Chán đời đi chứ. Đời không? Hát là gì? Hát là gì? Hát là gì? Em còn không biết link đây này. Ghê nhờ. Thôi chứ ông Tùng mà hát lên đê. Tôi nghe ông lắm đó. Ông tào lao tôi bác chết trước không mà hát. Nghe tao lại chết trước không à. Cái nhà kìa trời ơi, dễ xuống không. Không có gì hết. Thôi bằng hát lên bán hả? Đâu. Nè ai chơi nỏ không, có phụ kiện nè. Là có lên tay mới phụ kiện đi. Từ tay mua viện đi. Ok. Ôi bắn nổi rồi. Tôi sẽ lấy tấm màu bằng cái nổi rồi. Ok. Lạc qua, lạc qua. À bắn súng loài, mình đi có súng loài này. Đây là bắn loài bố nổi. Bùi vỏ ta nữa nè. À đây em với chị My ơi. Hử? À đây em với. Thích mộng đi, à đây ông ơi. Em gửi lời mời rồi. Em là nó chị. Ừ, kết bạn đi. Em tên Minh Thịnh nha. Em tên Minh Thịnh á, mặc cái avatar đen đen vô. Mặc cái avatar. Mặc cái avatar. Avatar. Mặc cái avatar. Nó nhầm nó ghê quá nó. Nó giấu đi đâu đó. Nó lạc quá. Ôi lấy K98 nữa nè. Vì ai vì ai. Vì sợ ai. Đừng có đà tấn nhau này, đang live stream đấy. Được rồi, được rồi. Ông làm sao cả nước Việt Nam kỳ thị ông nói cho. Vì sao vậy? Vì sao vậy? Trời ơi, nãy giờ chưa có cái túi luôn. Tên này mà túi mọc đây nè. Có nỏ luôn à. Chơi mấy thùng combiner nè, quá trời quá đất. K98 rồi nỏ. Chết quá. Ai có dư, ai có chặt bùi dập dư. Có gì vậy? Cái này cái gì vậy? Đâu túi đâu, túi đâu.
Đây là của là Black à? Balo 2 đồ. Có túi rồi. À không phải, để tưởng biết nào đúng đó. Nón gì hấu nè men. Nãy giờ mới gặp. Thế nào cũng bị bắn bắn mãi à. Anh đi. Đồ rồi men. Đâu hai ba bữa nữa nhận được cái nón khủng long. Đi một hồi tôi vẫn nghèo. Ô nghe tiếng súng kìa. Rồi bên sông vẫn qua. Ừ. Bên sông vẫn qua. AK mà không. Ai có bom không? Cho ấy cụ bom đi bắn nọ. Có một đống. Số 1 này là số 1 nè, là số 1 cho. Đâu? Nó đâu? Nó đây nè. Trên mấy con pin ơi. Bom đâu tùm gút, bom đâu tùm gút. Ông làm như tôi không bom vậy đấy. Ông đó. Anh em muốn có bom lên. Ê. Nè cái nỏ trên đây nè. Nỏ tên đâu? Đánh tên gì vậy trời? Tên nè. Đây. Bom đâu? Bom nè. Bên trái. Thu kiện luôn nè. Đạn nè. Phái bom. Đánh FG thì lấy không? Ơ mày gọi đây dạy viên đi. Ok. Xin có dạy viên nè, cho ông dạy viên thôi. Kiếm xe nha. Bo y chang nãy luôn sao? Vời. Vào cái bom sao hơn nãy nữa. Sao hơn. Bụng đổ luôn má. Lai bụng rồi, đi lên. Bình thường đây. Lai. Thường mi lai roulette là mi lai sớm á. Là ngủ dậy lai cỡ 1 giờ ấy. Chỉ là hãy mọi người cho chỉ là có khi mình cũng lai buổi tối nữa, nếu mà tối mi lai cỡ 7-8 giờ hoặc là 4-5 giờ. Mi khung giờ của mi là 1 giờ lai hoặc là 4-5 giờ hoặc là 7-8 giờ. Hello chị My, có bom không chị My? Chị có con trái gì vậy? Em chơi thì tao biết nè, chị lấy tao biết không? lấy lấy liền. Lấy chứ. Lấy liền. Em là lúc nào cũng có tao biết hết á. Ghê. Nè. Sao chơi lại hả? Sao chơi lại hả? Hẹn con người á. Cho em chạy bom đi. Ok. Tao muốn lại vậy đó. Nè. Ok, cảm ơn chị. Giỏi săn bơm. Ồ này giỏi quá. Mọi người like và share cho My nha. Bò vô. Thằng này là chạy nữa. Có xe. Bắn nó lấy xe đi. Cứu đứa bắn đâu. Đang đi lượm. Cứu lên đi. Cứu thành kìa. Tôi tuốt bên ngoài đây rồi, tôi ngoài cái cổng rồi. Ô hôm son. Vào rồi nghe men. Vẫn không có lon nước. Trời ơi. 10.000 lon. Chịu má mù dụng rồi. Một trái bom được không? Chọi à. Tôi chọi à. Ôi. Gì vậy? Trời. Trong nó trong nhà không ta? Mày đâu rồi? Chị không biết chị đang nhảy lon ton ngoài đường thì chị đi xa em quá. Vô bò chứ. Thì bị bắn rồi. Lấy xe nè, đang định lấy xe nè. Chị đi xa quá, chị đi. Hacker có bom, hacker. Sao nó mờ quá ta? Bây giờ tôi phải làm sao? Con trái. Quay chào này, quay chào. Con quay chào. Làm sao cho chim? Lên bán. Cho chim hết mờ đây. Mày chết rồi đó hả? Tông vui. Yeah. Ôi. Lên. Mờ quá ta. Con người bắn đi. Có máu không? Cho máu đi. Không thấy chỗ.
với lại không có có chửi quá. Ủa sao kỳ vậy? Ủa nó lắc rồi, bên tôi lắc rồi. Đang thấy bên đây cái giật con kia luôn. Cho máu, cho máu hết cơ, cho máu lớn đi. Lên máu lớn đi nhanh lên. Xe nhanh. Thấy rồi nè, boss nè. Lên xe. Ok. Đưa lái vô giờ. Lái đi, lái đi, lái đi. Lái đi, lái đi. Rồi tấm điểm đi. Lại cây xác. Lại xác Jimmy lúc đầu kìa. Thôi có người mà. Tám của ta. Tôi chưa có con người nữa. Có người đi. Ok. Ôi. Ui bắn đâu ghê vậy. Ông Tùng ngồi ở đâu ngồi chết queo nè. Chuyển qua số 3 là nó mờ dữ trời. Rồi. Chọn cái trước đó. Rồi sao tôi chết được. Tôi hỏi. Tôi giấy rồi sao bấm tới. Vẫn còn 400 người đang xem á. Ủa sao đây? Đây nó bị mờ đúng không em? Nhiều lắm. 397 người, 397. ok. Sao lại đem những cái dụng? Bên tôi thấy 424 người lắm. Ê, đem. Kê. Nó có những gì không? Sống bao. Ê Châu. Bao, có báo đâu? Chết đồng hàng ơi! Sao nó mờ vậy ta? Để hỏi. Hay quá, tôi vui anh em tôi hay quá, anh em tôi hay quá. Đâu, lúc rồi đấy ơi. Để bom với tôi. Bom. Nè, bom một đống này. Ok. Có tông cho tôi cái với. Tôi lấy bom, anh em để bom. Bốn đau. Mẹ bên tôi nè. Nó hỏi là bốn đau. Đó, thì dùng đó. Cho tôi cái cốt với. Còn quả nào nữa không? Có cốt không cho một cái với. Có bốn mà không? Có bốn rồi. Không có bốn mà. Còn bốn không? Còn ai có bốn không? Bom đây. Đâu. Đỡ mờ không rồi sao ta? Đỡ mờ ở đâu? Bà bò lấy xe bà bò. Nè. Ai lấy thông tin. What the hell? Có một cái gì không? Hết bông hết đâu? Anh giàu có vậy. Có sang. Rồi có sang. Rồi tôi bao rồi trời. Ăn ngủ đi. Chạy đâu vậy? Thử từ bo lại vô đồng chứ. Ở đâu? Tài lấy đồ dễ sợ. Chị My đi lông con bị bắn chết. Chị My đang ngồi xem stream. Chị My đang làm gì đó. 400 người đang xem. 400 mấy người đang xem này. 397 người đang xem bốn anh em rồi đó. Quán lên. Anh em bật của mình anh em ủng hộ cho. Kìa trước mặt. Trên đội á. Lên luôn. Rồi máu vậy ta. Chạy, quay chạy luôn bố ơi. Chạy. Đông quá. Phước lớn rồi, mạng lớn xém chết được bao nhiêu lần nè. Đúng. Hay quá mà. Shipper. Lập shipper thì hắn không là chết rồi, bạn ơi. Có chập mùi được không? Có nhiều đọc like không? Cho tôi ít đọc like đi. Không muốn lấy bao nhiêu viên? Có nhiều được đi. 4 người bản thân nha. 4 người luôn. Chơi đi, đọc like đi. Có chập mùi được không? Không, có kiểm thanh mà.
Có mùa xem stream mới có bị ngờ không? Hay về dáng này không được tốt nhất rồi nha men. Kẻ xe quá công kìa. Wow. Xe quá công đi kìa. Mới thấy là lấy xe chạy rồi. Mờ nhờ. Wow. Cứu nhanh. Cứu nhanh gì nữa. Tôi nghe mấy người bảnh lắm nha. Cứu đi ba ơi. Ôi. Ô. Đâu cứu. Lấy đâu, lấy đâu. Ôi. Đi ra đi. Sao? Nhanh là được rồi. Từ nhanh vậy. Nó qua tới luôn. Nó chạy xuyên tường luôn. Nó chạy xuyên tường luôn mà. Nó chạy xuyên tường qua nhà luôn. Phải nó cho thêm 2 điểm nó lên 4 chàng. Nó chạy xuyên tường qua nhà. Có 2 điểm nó cũng không cho nữa. Cái gì mấy ao hả? Đây đây, chị đây đây. Chị đang bấm điện thoại kìa. Chị đang coi cái stream nó bị mờ ấy. Cái này nó nhiều ro lấy gì chị? Nghe này nghe này. Trời ơi nó lướt xác rồi men. Ủa em xem cái stream của chị nó có bị mờ không? Không rõ mà. Thấy bình thường rõ mà chị. Sao giờ chị thấy nó mờ ta? Rồi ok. Rồi chắc máy chị. Chỉnh lại giao diện chị, chỉnh lại tiết kiệm pin. Vô đi. Ủa sao cái ông kia ra tội nghiệp ông vậy? Ai vô vào đâu biết. Vào à. Tôi có biết đâu. Tôi mới đi về rồi. Ông kia ra xem stream rồi. Chị đi rồi. Ê sao em bị gian rồi, Minh Thuận này sao Minh Thuận bị ban rồi. Ban đấy rồi. Hát quá hát cái gì. Quá không đây. Đây tôi đợi lại vô người gì đây. Thảo Sam ơi. Gì. Hả bạn. Tôi đây. Thảo nè. Sao thắng rồi hả? Dạ. Thắng rồi hả hay sao? Đâu có đâu có đâu. Sao em? Chị đây. Sao quá? Chị đang chỉnh. Đang coi chỉnh cái
cái câu chuyện nó có bị mờ không? Thiệt tình. Em nhìn nó có mờ đâu. Ok ok, vậy chắc mạng của chị á. Đâu hả? Trời ơi, mưa. Mưa người, mưa người, mưa người. Trời tối thui. Chị đừng có bảo cản là chị bay được đi đâu, chị bay đi. Chị đang ở cái bên sông nè. Có gì lát qua rước. Ừ. Đây chị bên sông đây. Đi lát qua rước chị. Ông muốn hết đạn tôi rồi. Thằng gái. Vào. Ôi hết hồn. Chị mê bên kia có sống sống được không vậy? Đây chị vẫn sống tốt. Chưa thấy ai. Súng cũng chưa thấy cái súng nào ngon cả. Cầm đỡ cái FMG. Bên này đông quá, em sẽ qua với chị. Ừ, ra xong rồi. Không đi ngang đường cậu kể không? Đi ngang đường cậu. Mát đi. Mọi người like và share cho Mi nha, cảm ơn mọi người. Vậy bên đây không có cây rai nào hết đấy, chị cầm cây đỡ cái FMG gì đây. Trời bấm nút muốn ấy luôn mà nó không mở cửa ra được. Muốn hư cái nút luôn mà. Có bán lậu rồi, có bán lậu rồi. Đâu đâu. Bên kia có người gì Mi? Bên đây hiện tại chị không thấy có ai hết. Em sẽ qua với chị, với bên này đông quá. Hôm nay có bây giờ mỗi sinh M4 ơi. Có kéo có. Đàn này M4. Đạn này ra đi. Rồi à, rồi không có, em có người đâu. Ừ. Ok, có súng rồi. Đâu. Rồi không có, em có người thôi, em có người không. Buồn quá anh luôn rồi. Tàn ngu đi. Tàn chạy đi chơi bên kia luôn. Trời cái gì mà tan nát vậy. Thôi bỏ mi ngang. Bỏ mi với ngu. Sleep. Chỉ con mình chị còn sống á. Con mình chị còn sống á gì mi ơi. Chạy luôn á. Ờ. Chị sẽ lấy số 1. Qua lấy con gì hết. Sân chơi này là của chị. Đây là sân chơi của tao. Rồi bên đây sợ đạn. Chạy hắt nhiều quá. Đạn quá trời. Dừng chơi nhiều quá. Ông nghĩ đi, nó bắn có 5 số dừng đạn. Để chị đi kiếm người bắn. Ui cọp 4. Mà ngay đầu nó chứ mới đau chứ. 410 trăm mới trời. Cấp 4 luôn. Đi đây. Em làm vô chị My ơi, em làm đây một bài.
Chị Mê ơi, fan chị là 400 người xem mấy chị Mê. Dạ để hiện đi nào. Ủa ông Tùng là chị đó, ông Tùng đâu bùng nằm chị đó. Chị đông nhờ. Nằm đó kêu xe. Đau bùng nằm á. Rồi ngủ luôn nha. Mới nhìn thấy. Cao thì cao một đi. Ôi, đâu vậy? Ôi, một viên một. Mọi người like và share cho Mi nha mọi người. Mọi người nhớ bấm bật chuông để khi Mi like thì thông báo đến Facebook mọi người nha. Ê. Ờ lát chị ra chị coi lại cái phần kết bạn. Gì vậy? Ai nói gì vậy? Em này em nghĩ chị My ơi. Ok. Em nghĩ kìa ai nên để nói em. Ok, Xuân Linh xong trận em nhớ nói chị biết. Ấy em add fan chị nhá. Em add fan chị để ID phía trên ấy. Add rồi chị accept chị mời vào nhá. Có tên kìa, có tên nè. Đi ngờ mày mua nó đi mày ơi. Chị My ơi, có tay chị My ơi, đông quá quay đi chơi. Trời ơi, thiệt. Thấy rồi, thấy rồi. 15 tầng. Mình lên xe mít, mà mình đường đi xe nha. Khoan, khoan, khoan. Anh em bò cứu gì bây nào, chung phát lấy. Hả? Mình có một cái bò cứu. Tôi mới nào. Không con không. Ấy, lấy cái xe của nó đưa cho mày. Nè nè nè. Bị sao? Bị bay về cho em mà. Em mất chung rồi. Cổ à. Cái gì đây? Ôi nhà em có người vậy mấy ơi? Nhà nào? Nhà em là nhà nào? Mấy chị nè. Đâu? Quả đế mình lâu. Có phải mua
súng rồi. Dao bé. Dao. Dao bé. Thái mùi mà đừng quấy luôn. Thấy được bé mình yên lòng. Hết đi máu nó. Như một cái cấp 4 nha. Máu máu máu. Ở bài cho bài cho. Ai đồ trong máu ai đồ. Máu. Mình bắt được. Máu hả? Có con tối nè. Hả? Hết rồi, có mỗi tối đó à. Vừa trô đi, trô thấy không hết. Có gì đâu, bình thường nè. Đâu thấy đâu. Hết không còn gì. Này đâu ai biết em thấy đâu. Đi. Mới mở ra nó giờ em chết rất thôi. Ô giáp hư rồi. Chạy đi mấy ơi. Tắt binh anh đi giờ. Chị không có kết em nha, ai kết em chị không biết. Chị đâu phải là chủ phòng đâu. Tôi không có kết nha, tôi không có chủ phòng nha. Tôi không có kết. Ông tự ao đó. Chị mấy ra đang chở cho mấy này. Hư giáp rồi. Trạm hơi xăm gì mấy này. Ờ mình chơi PC. Ý lụm cái cây quần que gì đây. Ơ từ 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 từ. Chị lụm lộn súng rồi giờ xong thấy súng chị đâu vậy. Hả? Bấm qua cái bàn tay á. Bấm qua cái bàn tay á. Súng của tôi đâu. Bấm qua cái bàn tay á. Trời ơi. Để em lượm này, ra đây em đưa cho này nè. Anh cho em chơi bôi. Này này. Rồi. Còn 10 ngàn nữa đạp luôn đi nha. Đạp luôn đi, đạp luôn đi. Chị chơi PC ấy. Rồi bò. Giáp giáp. Vô em rồi anh đạo. Không bỏ chạo bỏ. Em đi đâu hết rồi. Rồi nó chạy xe nó gán chứ. Chưa gì giùm gã bằng. Lấy xe vậy mày. Chở tao mi, chở tao mi lúc vào. Mi đi xe vậy mi. Em đúng rồi. Em không biết nó là gì. Không có máu, không có nước gì hết đấy. Máu nước này là đây đi cho mày. Lúc này đi, lúc này. Đi có người, có người. Có kìa. Không, thấy không trên thần thượng á. Trên sân thượng á, em thấy không? Thấy rồi. Có K98 không à? Từ đi. Xe tới kìa. Ôi, xe tới. Đây mới tới đồ. Ra xe gì? Con stream vậy sao mà giờ mờ này không? Đâu có thằng ở nhà nữa. Có bơm ném bơm kìa. Đó ngồi trên đường. Qua sân thượng bên kia đấu lại hắn. Qua sân thượng bên kia lấy súng bắn. Ở đây nè. Xe tăng mà. Ôi, xe tăng. Rồi,
mà gờ tiếng. Thôi xe mắc cười vậy. Ba bán rồi tròn mỹ. Trời ơi, thấy máu rồi đó. Ba bán đánh tao rồi cùng mua to. Thôi vô bò đi. Ê, em gờ này lá cho đây, mấy lá rồi đó. Ê. Có máu không? Cho chị miếng máu đi. Không có bò. Có máu. Máu này. Ở dùng kim thanh này. Đi gì ơi. Bệnh ra luôn. Ừ. Chị mới chơi game này đây thôi à. Uống luôn trà nữa rồi mà thôi vậy. Chị em nghĩ gì có việc chị ơi. Ok bye bye em. Rồi bye chị. Ủa mai chị like cho tối là like đưa đi gặp Bui hả? Ừ. À, rồi mai có like survival nữa không? Mai, ừ mai có. Có mấy giờ chị? Mai chắc cỡ 1 giờ. À, mai 1 giờ em on. Đừng quay tay ngay mới vậy. Quên đôi môi ánh mắt. Đây 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 đây. Đúng câu thằng kia đúng luôn hả? Chị chơi trên điện thoại đi chị nữa chứ. Chị chơi bên máy tính rồi chị không có chơi được bên điện thoại nữa rồi em ơi. Kiểu như bấm trên đây là không có bấm điện thoại được luôn á. Ôi. Ok. Giờ chị chơi điện thoại chị. Điều khiển nó bị khó quá. Uống nước vào chị, uống nước vào, uống nước chị. Chị vẫn chơi bút mobile mà. Còn kiểu như lúc rồi đó. Đi ngờ, chưa lúc ngờ. Còn roulette thì chị không có chơi điện thoại. Rồi. Ờ vô bo đi mới sao quá. Chị uống nước mà đi thì uống mất bo. Để có máu mà. Nè. Chưa. Đó. Vào này đúng, vào này đúng rồi. Tôi có lạnh lùng đâu, tôi bình thường mà. Nãy giờ tôi vẫn nói với mấy bạn mà bạn không nói với tôi thôi. Hello Đức Lực. Cho
mọi người like và share cho Mi nha. Ok ok. Ủa thì tôi bắn cái gì vậy? M4 M1. Đấy rồi, đấy rồi, máy ta lót quá. Đấy rồi. Máy điên lầu ấy. Để ta máy lót quá. Hai thằng đây, nó lên đầu kìa. Mọi người nhớ bấm bật chuông để khi Mila thông báo đến Facebook mọi người nha. Tôi lại lại xong nghỉ ăn uống tí xíu rồi lát gai bút mobile. Sao? Ủa thế nào là lạnh lùng, thế nào là sao? Ít. Không đâu. Đâu. Này, này, thấy đâu, phía này kìa mà. Bơm máu vậy, bơm máu trước cứ sao? Bơm máu trước cứ sao? Còn không còn? Thấy đâu, phía này kìa. Chưa lượm đồ để bơm máu hả? Ra cứu trước không chết. Hello Vũ Tính. Ui. Đang bơm máu. Gì mà hai người đang xem tôi đây? Giật một nó. Biết tiền. Để lướt đồ cái đây em ơi, từ từ đi nhé. Không bò bò, bò bò, em bò bò đó. Ok, vô bò, vô bò. Hello, Vũ Tính, Thanh. Mọi người ơi, mọi người nhớ like và share cho Mi để được tặng sao miễn phí nha. Mọi người nhớ bấm bật chuông để khi Mi like thông báo đến Facebook của mọi người luôn nha. Cảm ơn mọi người đã xem stream. Hết máu rồi. Ờ, mấy cái để ID phía trên đó, có gì mọi người kết bạn với mình nha. Không có gì cả. Đi dạm bò vô, đi dạm bò vô. Đừng đi nữa nữa. Xe xe. Ủa tự nhiên tôi cầm cây này tôi bắn vậy. Có người chết, có người chết. Ôi ôi. Chết rồi, chết rồi. Vô bò rồi, vô bò rồi, vô bò rồi. Mì đó luôn. Ừ. Ok. Quay lại. Quay lại cứu gì Mì. Quay lại. Có hàng mua bán không? Không muốn hàng bán, không muốn hàng bán, không hàng mua bán đó. Ê, có người, người. Ừ, cứu Mì đó. Lấy đi. Ồ em cứ để đi nhớ chị. Lát nữa chị ra thì em coi mềm tên để chị biết chị các bạn nha. Bên. Lại
Đây này, đây này, đây này. Bên mới 7 chứ. Bên mới 8 trước chứ. Chị hết máu rồi. Có máu không cho chị miếng với. Nè 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 nè. Em liền chứ. Rồi. Máu này, máu này nè, máu này nè. Đâu lại lấy xe, lấy xe chở đi. Lấy chai trước mặt nó người, lấy chai gì mấy. Nhanh nhanh. Nguy hiểm quá. Có thể tớ gì mà. Lỡ cái kéo luôn thì lấy cái đó. Thôi buồn họ mất cái này luôn không biết. Mình chưa đo luôn. Thính à. Thất lậm không? Sao? Đi vô kêu. Doraemon. Ôi. Bơm mà chứ. Ta lại bơm rồi, ta lại bơm rồi. Ủa, số 2 đâu rồi? Xa quá, xa quá. Làm im, làm im cái đầu, làm im rồi. Bên ta lại bơm cái này quá. Ta lại bơm. Xong. Đó, 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 đó. Ơi. Quá. Ấy. Nhưng bỏ đặt đỡ đạo với cái gánh kim. Gánh kim hay gánh. Nó bỏ bom lên. Nào, đó. Đó. Đây đây một bom nó đi. Kìa kìa. Hay quá. Bò đi cũng lấy đồ, lấy tay. Máu vô thì bò. Đây hết rồi. Buông cái bom mà ai mới chết luôn rồi đó. Ai, 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 lật đầu, lật đầu. Mọi người ơi, mọi người nhớ bấm bật chuông để khi My like thông báo đến Facebook của mọi người nha. My thì giờ mấy giờ ta? 4 giờ, chắc cỡ 5 giờ, 5 giờ, 5 giờ My like BOBG mọi người vào chơi với My nha. 5, 6 giờ chị ấy. Chung mà. Có gì mọi người cứ bấm bật chuông khi My like thì thông báo đến Facebook. Ý, chị định chị định ăn xong rồi chị like. Ăn xong với lại lo số việc. Ừ, chắc có 5 giờ. Chưa giờ 4 giờ rồi, nãy tính lộn giờ. 1. Hồi nãy chị like cái này là lúc 1 giờ, chúng ta 1 2 3. Vậy 5 giờ em qua em bắn đâu. Ờ. Một hai ba, một hai ba, bốn. Ủa chị nhớ là chị like lúc 1 giờ mà ta. Cái này nó có bị sai giờ không ta?
Bơm. Chơi nốt một dáng nữa. Chán nữa. Chơi nốt dáng nữa. Ê. Có ai các bạn không, mời vô đi. Bắn 4 được hết rồi. 4 đỡ hết hả? Ok. Đi cho nó chán nữa thôi. Rồi. Gắt như quỷ. Ba chạy bó như hai của anh nha. Tí sầu lầu. Anh về lấy mấy ông kia đó lấy anh Nam chứ. Nam về lấy mấy ông kia một bài. Ừ, bản cầu 410 trang đi. Lát nữa có 5 giờ mình chơi PUBG nha mọi người. PUBG Mobile. Tại chị còn nốt một dáng nữa thôi nên chị mời ba làm gì nữa. Chơi cho xong lẹ. Mới ngủ dậy sáng giờ chưa ăn gì luôn á. Chưa ăn gì hết á nên like xong nghỉ rồi ăn uống rồi à. Nghỉ ăn uống. Ừ. Còn phải làm số giấy tờ nữa. Ờ, thôi. Đồng vui nhỉ. Hả đầu dơ. Hả đầu chạy dơ. Nó bay xuống nhà bà tầng đầu tiên luôn. Thôi, tụi bay vô không. Rồi. Xuống trong đây. Là nó đá cho chim rồi. Đồng vui thế. Hai thằng nó chạy xuống nhà bà tầng đúng nhanh luôn. Đâu, ai, hết không? Trời ơi, sạch gân. Tôi có bán sạch gân, ê. Bố mấy này đang lái. Kè tới rồi trời. Hả? Nó lát được chứ. Anh rồi nhà vô mới lát được. Cái gì? Anh rồi nhà vô mới lát được. Ủa có bốn không?
Sao bên đó ổn không? Đông quá. Rồi, em ra đây tìm đạp luôn. Rồi. Phải cầm cái ra gì đây? À, đổi cái này. Em đang ngồi sau cái ghế thì muốn đánh lại mày. Ơi, làm hết rồi. Chị hai cứ, giải cứ đất nước. Quay ra đây. Đúng rồi. Nó vừa bay xuống, vừa bay xuống cù đó, nó nhảy xuống nhảy. Nó vừa đất dù, kiểu như nó đất dù á, nó bị đất dù á. Đứng rồi ta. Đây. Số 4 rồi, ông lụm được máu quá ấy lên. Hello Hùng. Ôi. Hồi này nhà nào em mới rút xong á. Hồi dậy bên này. Ủa nghe tiếng đạn đâu vậy? Ôi. Đâu, bật nữa đâu. Há rồi gì nè. Ờ thấy rồi. Nhà phóng N. Thôi, xong. Chơi sớm. Đã em. Hello Văn Tân. Hello Nguyễn Phú. Thôi xong. Có gì em inbox cái tên POBG của em không? Kể gì mời em á nha. Em add fan chị đi. Cái ID chị là gì, ID của chị? Em coi cái stream, cái stream ở dưới của chị á, cái stream chị stream mà POBG chị có để cái ID phía trên mấy cái stream hết á. Dạ. À, em thấy rồi. Ờ. Tên em là Rồn Xin Trai á. Cái tên game mobile. Hello, xì châm. Rồi. Tớ bây giờ tớ bấm cái gì vậy bạ, cái nó hiện lên cái gì thế này. Thôi bây giờ mình up stream nha, cảm ơn mọi người đã xem live stream của My. Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ. Lát hẹn mọi người lúc 5 giờ nha. Bye bye.